mình tình duyên của em thì cũng hơi chắc trở. Em thì cũng ly hôn được 16 năm rồi. Cái gì? 16 năm hả? Dạ. Còn chưa? À quên lộn, em ly hôn 6 năm rồi. À quên lộn, em ly hôn 6 năm rồi. Làm gì mà người đẹp thì phải vô tới 16 năm vậy? Cái anh nó giật mình nhá. Giật mình chứ bộ. Em ly hôn 6 năm, con trai em năm nay em 17 tuổi rồi. Kết hôn 17 năm đó. 17 năm. Kết hôn là 17 năm, sống chung 11 năm. Ừ, lâu quá không có người yêu, không biết còn yêu được không? Không có, em có người yêu mà. Em có người yêu mà. Ờ. Vâng, em chia tay rồi. Vâng, em chia tay rồi. Thép Vina KOA, tinh thần thép. Và cũng xin được gửi lời đến nhãn hàng Thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ cho chương trình. Thép Vina KOA, tinh thần thép. Dạ, đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan cùng với toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình và trực tiếp tại trường quay. Em tên đầy đủ là Trương Minh Hải. Trương Minh Hải. Dạ, năm nay thì cũng 40 tuổi rồi. Hiện tại thì đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê hương thì ở dưới Sóc Trăng. Hình như là nhà em gần nhà nó dưới anh. Ở vậy hả? Dạ. Sóc Trăng là ở quận Châu Thành hả? Dạ đúng rồi, em ở ngay gần chỗ Bốn Mặt luôn anh. Ủa vậy là sát bên chỗ anh rồi. Dạ. Ha. Rồi, em Hải lên thành phố làm gì Hải? Dạ em thì cũng lên trên này em mua bán kinh doanh tự do thôi anh. Đặt hàng đồ thủ công, mỹ nghệ, đồ xưa, đồ cổ rồi anh. À vậy đó hả? Rồi Hải nhà ở đâu? Em hiện tại giờ đang sống ở bên quận Bình Tân anh. Em ở với ai bên đó? Em ở một mình à. Em thuê nhà ở một mình. Dạ đúng rồi. Rồi đó lý lịch của nhà trai, xin mời nhà gái. Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em là Nguyễn Thị Lan Phương, năm nay em 39 tuổi. Em sống tại Thuận An, Bình Dương. Và em làm việc thì tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang làm công việc gì? Dạ vâng, công việc của em là em làm kế toán trưởng của các công ty. Và đồng thời là em có mở kết hợp với một số bạn của em để mở nhà hàng nữa. Có nhà hàng luôn á hả? Dạ vâng ạ. À, ngon vậy ta, nhà hàng gì đó? Dạ nhà hàng Sushi Masa, bán đồ ăn Nhật anh ạ. Rồi hợp lý, bữa nào tôi ghé luôn. Mình có mua nhà ở Sài Gòn chưa anh Hải? À, dạ không chị, mình có đất ở dưới Sóc Trăng rồi nên thử ra mình không có mua trên này. Bây giờ Hải cho nhà gái biết ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Thì nói chung cái khuyết điểm của em thì nhiều khi đôi lúc mình nói chuyện thì nó cũng hơi nó bộp chộp. Rồi thỉnh thoảng chửi thề đó anh. Rồi thỉnh thoảng chửi thề đó anh. Có chữ thầy nữa hả? Dạ có, hình như là em thấy là đặc trưng của đàn ông miền Tây mà ai cũng sẽ có, ít nhiều thì cũng phải có thôi. Có, ủa chữ thầy cũng là đặc trưng luôn á hả? Dạ đúng rồi. Em hay chửi gì vậy? Dạ thôi thương, bỏ đi. Rồi nhà gái sao nè, ưu điểm của sao? Mình là gì nè? Ưu điểm của em là em thứ nhất là em độc lập kinh tế. Dạ. Thứ hai nữa là em biết yêu thương gia đình. Rồi trời, dễ thương quá, nó nhỏ quá. Chào anh Quyền Linh. Rồi, xin chào em. Sao nè, ưu điểm, khuyết điểm sao nè? Em độc lập về tài chính. Thứ hai là em biết yêu thương trong gia đình em. Dạ, thứ ba nữa là em là một người rất là năng động và chịu khó học hỏi. Đường tình duyên đó sao rồi? Anh chưa hỏi khuyết điểm. Anh chưa hỏi khuyết điểm. À, chưa hỏi khuyết điểm đó, thì tự nói đi. Khuyết điểm sao? Khuyết điểm của em thì thứ nhất là em hơi nóng tính một chút. Em là một người không khéo che đậy cảm xúc. Là có cảm xúc sao nó lộ ra ngoài hết trơn luôn hả? Là giận ai, ghét ai là biết liền, đang bực bội ai là biết liền luôn. Đường tình duyên của cô chủ quán sao? Thật ra là đường tình duyên của em thì cũng hơi trắc trở. Em thì cũng ly hôn được 16 năm rồi. Cái gì? 16 năm hả? Dạ. Còn chưa? À quên lộn, em ly hôn 6 năm rồi. À quên lộn, em ly hôn 6 năm rồi. Làm gì mà người đẹp vậy, ly hôn tới 16 năm vậy? Xem anh có giật mình không? Giật mình chứ bộ. Em ly hôn 6 năm, con trai em năm nay 17 tuổi rồi. Kết hôn mười mấy năm đó? 17 năm. Kết hôn là 17 năm, sống chung 11 năm. Lâu quá không có người yêu, không biết còn yêu được không? Không có, em có người yêu mà. Em có người yêu mà. Có không? Vâng, mà em chia tay rồi. Vâng, mà em chia tay rồi. Vậy là có. Tức là sau khi chia tay là có người yêu rồi. Sau khi em ly hôn em có người yêu. À, có yêu liền chứ tưởng đâu. Rồi rồi, ở bên đây luôn đi. Ở, dạ xin mời ở bên đây luôn đi. Thôi, để coi nha, nhà trai mình tôi qua bên kia mình ghé nhà trai cái ạ. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao mùa dầm dạ, mưa dài nắng rồi đó đó. Giao diện bên đây nhìn mặn mòi quá ha. Em đen giống anh Linh đó chị ơi. Em đen giống anh Linh đó chị ơi. Không, đen mặn mà ngon lành. Anh bao nhiêu mối tình rồi?
năm 2016 mình đã lập gia đình. Dạ. Sống chung với nhau được 5 năm. Rồi mình cũng mới ly hôn khoảng chừng hơn 2 năm nay. 2 năm nay, dạ. Anh có con chưa? Mình có một bé gái được năm nay nó được 7 tuổi rồi. Dạ. Ở với ai vậy? Dạ, bé hiện tại giờ đang ở với mẹ anh. Mình họ nói về cái nhu cầu mình muốn có một người bạn gái như thế nào đi. Cái mẫu người bạn gái của em thôi cũng đơn giản lắm, chỉ là mình biết cái quan tâm tới gia đình, cũng biết chia sẻ công việc với nhau, nói chung cùng nhau để xây dựng cái gia đình thôi. Bản thân em những điều em không thích ở phụ nữ thì em cũng không thích với bản thân em luôn. Thứ nhất là ăn nhậu. Dạ. Thứ hai là cờ bạc. Thứ ba là ví dụ mà biết đi linh tinh cái chuyện tình cảm này nọ kia thì quán, đó là quyền ăn nhậu nha. Bên em mở quán là nhậu ngon lắm á. Không biết hả? Nhưng mà ví dụ như bạn có nhậu chút ít thì cũng không sao, thì mình tỉnh mình trở về đó. Nhưng mà ví dụ như lâu lâu một lần thôi, chứ ví dụ như hàng ngày thì lúc đó mình rõ ràng mình không thích. Thật ra thì điều đó cũng chẳng ai thích. Thế thì còn cô gái của chúng ta có mong muốn gì? Thật ra thì cái tiêu chí của bạn trai của em thì thứ nhất là ưa nhìn, thứ hai nữa là cao từ 1m7 trở lên. Trời xíu. Coi lại coi. Dạ. 1m7. 1m7 hả? Dạ, nặng 70kg. 1m7 70kg. Có bụng hơi bự thôi chứ tướng cũng vừa lắm. Không được gia trưởng. Không, bên đó thấy có vẻ hiền lắm. Miền Tây ít có gia trưởng lắm em. Bên đó cũng rất mong một người biết chia sẻ. Thì chắc chắn bên đó cũng phải là một tuyết người chịu chia sẻ. Hai người đều chia sẻ, sẻ chia nhau luôn. Rồi, mình đi với ai vậy em gái? À, dạ em đi với cô của em. Chào nhà gái ạ. Chào nhà gái. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ, chào nhà gái. Thì đúng như anh Linh với chị Ngọc Lan nói là đậm chất miền Tây à, rất rặc miền Tây à, hiền, gần gũi và ấm áp à. Kiểu như anh Hải giống như là có thể là làm cho chị Phương có niềm vui được, để tạo được niềm vui cho chị Phương được. Tại vì chị Phương cũng đang cần cái sự gì đó, là người đàn ông ấm áp vui vẻ đó. Tính chị Phương là kiểu như giống như nữ tướng nha. Trong công việc á, chị rất là quyết đoán, nhưng mà khi về nhà đó chị có một mình à. Nhưng mà với anh Hải thì như người miền Tây thì người ta lúc nào cũng vui vẻ, cởi mở, rất là dễ tạo niềm vui cho chị. Được rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn em. Rồi, anh Hải đi với ai? À, anh đi với em. Chào em. Dạ, đây em là em của anh Hải. Em kết nghĩa. Rồi, thấy sao? Thấy nhà gái sao nè? Dạ, thấy đàn gái dễ thương, xinh, hợp với anh Hải. Anh Hải có hay dẫn bồ về nhà không? Dạ không, ảnh lo làm ăn không à. Có ai là kiếm của ảnh hoài không? Dạ không, ảnh thường xuyên là đi uống cà phê với em. Có nợ nần gì dai không? Dạ không. Ảnh có chơi hụi gì không, đánh đề gì không? Cái đó thì con không biết. Thôi, từ đó rồi đó. Này nó nói thiệt nè, thì cũng hiền rồi cô à. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai đứa gặp mặt đi. Đúng nha. Đúng rồi, mở rào. Ráng lên nha Hải. Dạ. Tấn công luôn. Vô. Đứng lên tới. Chào bạn. Hôm nay anh đã xà lên. Có ít quà, cái này anh xin gửi biếu gia đình. Có một số quà nhỏ nhỏ anh cũng để biếu ra tặng em để làm kỷ niệm ha. Đeo mình có rung thì cũng làm từ từ, từ thôi. Từ bỏ cái khoan, mở ra lại. Để cái bịch xuống đeo đàng hoàng cho nó lịch sự nha. Đeo lại đi Hải. Từ từ thôi. Cái gì mà làm gì cũng quấn buộc lâu lâu vô nhanh như vậy. Lâu lâu mà gặp phụ nữ là nó gung dĩ đó chị ơi. Rồi từ từ nào. Để gặp mặt lần đầu tiên thì em cũng có món quà nhỏ gửi tặng anh. Dạ, anh cảm ơn. Ở đây thì em cũng có một phần quà nhỏ để em tặng cho anh Quyền Linh. Hồi xưa nhỏ nó bự quá vậy. Quà dạ. Nó bự chứ nhỏ đâu mà nhỏ. Đây cái này em tặng cho chị Ngọc Lan. Cảm ơn anh. Trời ơi. Gì đây Hải? Dạ. Cái gì đây đẹp vậy? Cái này anh phải đội như nè. Anh đi nắng đi mưa nhiều đội cho bớt đen anh. Anh Linh ơi. Cái gì vậy? Ủa? Đây là món quà của nhà hàng của em. Em gửi được tặng anh ăn thử. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Thôi cái nón tôi đội đẹp chưa? Đúng dân miền Tây. Bữa nào nắng quá thì đội. Đội cái này. Còn bữa nào mà đi đám cưới, đám giỗ, đám quải á, mình sợ nó hư nón á thì đội cái này. Còn nếu mà mình vô mình làm đẹp mình đội nón này. Coi như cảm ơn Hải nó tặng hai cái nón luôn được. Lúc nãy là em nói nhỏ quá là nó không biết là quê em ở đâu à? Em sinh ra thì ở Ninh Bình, em lập nghiệp ở Bình Dương. Hiện tại bây giờ công việc của anh là gì? Anh thì anh mua bán giao lưu để mấy cái đồ mỹ nghệ rồi. Là cái này đó hả?
anh tất cả nhiều lắm. Về cái vấn đề mà ăn uống trong gia đình thì nói chung ra thời buổi bây giờ mà ai rảnh thì người đó làm thôi. Quan điểm của anh về tình yêu là như nào? Anh cũng không hiểu rõ là cái quan điểm của tình cảm nó như thế nào nữa. Nhưng mà cái mà vấn đề anh muốn ở đây là kiếm một người về để cùng nhau chia sẻ xây dựng gia đình thôi. Khi ngồi đối diện với em thì cái cảm nhận của anh về em như nào? Trước mắt thì anh cảm nhận em một cô gái khá xinh đẹp, nhẹ nhàng. Không, thật sự là em không nhẹ nhàng đâu. Thì đó là anh, chứ tại vì cái vấn đề đó anh đâu biết được, tại vì anh mới gặp em có một chút xíu thôi thì anh cứ nghĩ là như vậy. Nhưng mà có lẽ là trong công việc thì em không nhẹ nhàng trong công việc. Dạ. Thì một cái toán mà ít nhiều gì nó phải có những cái sự cứng rắn của nó. Dạ. Còn em cảm nhận là thế như con người của anh như thế nào? Thật ra thì anh cũng là một người ưa nhìn. À, còn em thì thật sự là em không thích một người đàn ông là đi lung bông lang bang. Em muốn một người đàn ông là có những cái công việc ổn định hoặc là có những cái mục tiêu công việc là đâu ra đấy để sau này còn gánh vác gia đình nữa. Thật chất cái đặc trưng công việc của anh đó là phải đi. Công việc của anh nó ổn định là tại vì anh cũng sử dụng, anh làm công việc này nó cũng đã 10 năm rồi. Trước kia thì anh học đại học quản trị kinh doanh, dạ. Đại học kinh tế. Nhưng mà anh bỏ những cái đó để anh theo công việc này thì chắc chắn nó ngoại trừ là công việc thì nó là cái lý tưởng. Dạ. Mà cái lý tưởng thì nó phải đòi hỏi, nó phải đưa cho anh một cuộc sống ổn định thì anh mới theo được cái công việc này. Ừ. Thời gian anh dành cho gia đình là như nào ạ? Thì thí dụ như anh có gia đình thì anh không đi nữa thôi. Dễ mà. Dễ mà. Hợp lý. Ra nói chút xíu về nghề của Hải. Hải rất là nổi tiếng trong cái nghề đồ xưa đó. Khi em đi sưu tầm, em làm việc, em mua bán này kia, nếu em chỉ cần vào, người ta gọi vào trúng mánh đó, trúng một cái đồ cổ nào đó thì thôi, nó cũng mau lên lắm. Tại vì chưa, anh nói chưa có gia đình thôi, chứ có gia đình nghĩ rằng là anh cũng lo cho gia đình dữ lắm á. Thì trong suốt một khoảng thời gian mà anh sống chung với vợ á, là hầu như một cái gì anh cũng phải tự làm, kể cả việc nhà. Thì anh lên đây là mục tiêu muốn tìm một người bạn đời về để cùng chia sẻ với nhau, mình cùng phát triển hơn cái công việc. Hoặc là thí dụ như có con có cái thì mình cùng nhau nuôi dạy con cái nó. Có thể là ở ngoài xã hội em là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng mà đối với về với gia đình ấy thì em cũng chỉ là một con mèo thôi, chứ không phải là con hổ nữa. Thì em cũng rất cần một người đàn ông mà có thể làm cái chỗ dựa cho em, có thể làm cho em được vui, có thể làm cho em hết bị chết khi em ra ngoài công việc, thấu hiểu công việc của em, biết chia sẻ với em. Bây giờ là Hải tiến tới đi, nắm tay bạn gái lên nào. Chúng ta cần giao lưu chút xíu về mặt cảm xúc nha các bạn. Nhìn thẳng vào mắt nhau, thử xem. Rồi, anh cũng cảm ơn em ngày hôm nay đã dành chút thời gian quý báu thì đến đây để là để gặp gỡ. Đến đây thì nó là một cái duyên rồi. Thì còn có nợ hay không thì nó sẽ còn là một quãng đường xa nữa. Thì đó là cái đó là mình hai đứa mình phải tự gây dựng. Vâng, ok. Cảm ơn em. Anh cảm ơn em, cảm ơn gia đình. Rồi, để tay nút bấm nha các bạn. Quyết định hay không là do các bạn, quyền của các bạn đó. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Em có bấm hả? Đến giờ cuối của em bấm. Chị thấy em suy nghĩ khá lâu. Tại vì thật sự là em chưa từng về miền Tây. Em muốn thử một chuyến đúng không? Theo em thì trai miền Tây và đàn ông miền Bắc nó khác nhau chỗ nào? Do em chưa từng yêu trai miền Tây cho nên là em không thể so sánh được cái sự khác biệt đấy. Còn anh cũng chưa từng ai gái yêu gái miền Bắc lần nào nên thử ra anh cũng không biết nó khác chỗ nào. Gái miền nào, trai miền nào cũng đáng yêu và dễ thương nếu như chúng ta yêu nhau. Cũng như hai đứa mình thôi. Đúng đây, nãy giờ ai nói dễ thương mà. Không có gì phân biệt cả các bạn. Hãy yêu một lần đi rồi sẽ biết được điều đó. Thì hai bạn nắm tay nhau đi. Cảm xúc nó là từ trái tim của mình nó xuất phát, nó đưa đến bộ não và quyết định đến cái chuyện là đưa tay vào bấm nút bấm đó. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép.
Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi mấy cái này nó nhạy cảm lắm. Dạ. Nói chung là người này cũng dễ dãi lắm em. Dạ. Vấn đề là em á là không có kiểm tra. Không có kiểm tra. Không có kiểm tra trực tiếp nhưng mà mình phải lén lén mình kiểm tra. Dạ. Trời ơi, tin đàn ông là bán nó giống như cưng. Cô giáo dễ thương. Có điều gì cần nhắn nhủ chị trước khi chị qua coi mặt không? Dạ, chị xem giùm em có hối nè. Chị. Alo. Ôi, em tự chị Cát Tường. Cát Tường xin quá. Trước mắt là không, sau mắt là chưa biết nha. Đừng có gì. Đừng có hỏi. Hỏi phải cần bao nhiêu tiền hay là cần lo cho mình đâu. Đúng rồi, nói luôn đi em. Mình có giá chứ, mình đàn gái ngon mà. Em muốn người đàn ông, nếu như mà sau này của em á, tin tưởng người vợ của mình thì có thể là tài chính hay là cái gì cũng giao cho vợ hết. À, giao cho vợ. Được không em, giao vợ hết được không? Được anh. Được. Chúng ta xin giới thiệu về mình cho đối phương bên kia nghe. Em tên là Nguyễn Đức Mạnh, năm nay 29 tuổi. Công việc của em là kỹ sư cơ khí. Nguyên quán em thì ở Hà Nam, em sinh ra thì ở Yên Bái. Hộ khẩu thì đang ở Đắk Lắk. Em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn gái. Em tên là Nguyễn Thị Thúy, 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là giáo viên ạ. Quê em thì ở Hà Tĩnh, còn hiện tại em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, bên kia đỡ rối hơn bên đây lọc và rất rối. Có hai chỗ, bên đó tới bốn chỗ. Dạ, em dạy bên giáo dục thể chất. À, vậy dạ. Hả? Mình cũng rất là xinh xắn, theo như chị Tường nhận xét là quá xinh luôn á. Đúng không quý vị? À, vậy thì tại sao mình phải cần nhờ đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nè? Dạ, em đầu tư cho công việc cũng nhiều. Thời gian em đi chơi cũng ít. Em dạy bên cái khối mầm non với tiểu học á. Thì giáo viên nữ nhiều hơn giáo viên nam ạ. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Hồi đó năm nhất là em có quen một anh thì cũng quen được hơn một năm. Sau thì cái thời sinh viên thì cũng hay cãi nhau này kia rồi. Sau đó là chia tay và ế tới bây giờ á. Thôi mối tình nó cũng xa xôi rồi ha. Xa bây giờ xôi. Là mình muốn có một cái gì mới rồi mình tiến tới hôn nhân luôn. Dạ đúng rồi. Mình giới thiệu một chút xíu về mình đi, điểm mạnh và điểm yếu. Dạ, bạn bè hay nhờ em làm chuyên gia tư vấn về tình cảm rồi là những cái khó khăn này của bạn thì làm rất là tốt. Trời ơi. Nhưng mà chuyện của mình thì em làm không tốt. Có kinh nghiệm gì không mà chia sẻ tư vấn cho người ta? Mới có một mối tình đầu có chút xíu mà là nhân viên tư vấn tình yêu. Mình nói được mấy mối tình? Chắc cũng bộn mà. Là em đã trải qua ba mối tình. Thấy chưa? Ba mối tình rồi. Và mối tình cuối cùng của em là cách đây cũng 2 năm rồi. Bạn ơi, mình có cần tư vấn gì về tình yêu không? Ba mối tình của bạn ơi, mình có rút ra những cái kinh nghiệm gì mình chưa có giải quyết được không? Mình cần chuyên viên tư vấn không bạn? Dạ chắc cần đó chị ơi. Bằng tư vấn gì bạn hỏi thử đi, bên đây ta tư vấn cho. Hỏi bên kia đi. Theo bạn nữ thì tình yêu là quan trọng nhất là điều gì ạ? Dạ theo mình thì quan trọng nhất là cái niềm tin của hai người dành cho nhau ạ. Dạ ok. Bây giờ mình ế quá, mình muốn tư vấn cho có người yêu, hỏi bạn đi làm gì? À đúng rồi, nếu mà bây giờ mình đang rất ế và mình đang muốn tìm một nửa của mình á thì bạn có thể tư vấn cho mình cách nào nhanh nhất để tìm được một nửa của mình không? Đúng rồi. Cách nhanh nhất là làm sao bạn làm cho mình đặt niềm tin nhiều nhất vào bạn. Nếu có cơ hội cho mình với bạn hẹn hò thì mình sẽ chứng minh điều đó. Hay quá. Vậy bạn trai có điểm mạnh và điểm yếu gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em sống tự lập từ nhỏ, công việc gia đình em làm hết. Đó ăn giặt giũ rồi. Giặt giũ quần áo là từ bé giờ là quần áo là tự em giặt luôn. Wow. Rồi giặt đồ cho vợ được không? Bình thường thì đồ của ai lên tự giặt thì nó ok. Ở chung trong nhà mà đồ ai nó giặt thì tốn xà bông, tốn nước 2 lần nữa bạn. Nhưng mà khi nào mà vợ mà mệt, đi làm mệt hay là bệnh á thì em có thể là giặt đồ cho vợ được. Bạn nữ mình có nội trợ bếp núc gì không? Dạ em có biết nhưng mà làm không có được giỏi chị. Cứ về từ từ hai vợ chồng trao đổi kinh nghiệm. Dạ. Em thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Dạ em thích mẫu người là tầm cao 1m7, không hút thuốc ạ. Không biết bạn nam bên đó còn hút thuốc không ạ? Không không bạn ơi. Bạn cao được mét mấy? Em cao mét 75 chứ 10. 65? Dạ. Vậy là thua rồi. Và em thích một người đàn ông là biết quan tâm, chia sẻ gia đình, tôn trọng người phụ nữ của mình cũng như là gia đình của người phụ nữ. Ok đó em, ok rồi. Rồi. Còn em muốn người bạn gái như thế nào? Em muốn một người bạn gái là hiền lành, lấy phép với người lớn, biết cách cư xử và trung tình. Cái lý lịch trích ngang của bạn nó lòng vòng tới 4 tỉnh lận. Bây giờ nếu mà lấy nhau thì mình ở đâu nè? Thành phố Hồ Chí Minh vậy. Có chỗ ở chưa? Dạ có rồi chị. Ở đâu? Có ông chủ nhà xây cho em phòng vậy. Không, nhưng mà mình bây giờ cũng 29-30 tuổi rồi, mình phải tính an cư mới lạc nghiệp được chứ bạn. Dạ, cái đó thì chờ sau 4 dưới thì có thể là em biết. Hả? Sâu số đó. Trời đất ơi, đất khách nố tôi nữa ha. Kích hoạt não tôi nữa ha. Vậy còn được, hiểu. Được, được, cũng được. Chờ 4 giờ rưỡi phải không? Còn giờ em chờ anh qua coi sao vậy, dạ, báo dạ. Liền luôn. Dạ. Tôi không gả. Sao? Tôi không gả. Không đủ chiều cao về đi. Chị thương. Không có chiều cao nhưng quan trọng cao cái đầu được rồi. Ủa sao em cần chiều cao cái gì? Dạ tại em cũng được 1m6 rồi. Thì chiều cao hơn 5 phân rồi.
đâu cần tới mét 7 như vậy. Đây tao mang giày tất 2 lắm. Bên kia nửa mang giày cũng cao vậy. Đàn hai bên kia là biết nấu nướng đầy đủ, giặt giũ này kia xong hết rồi. Mình còn yêu cầu gì nữa không? Đám cưới đám hỏi phải cần đi nhiêu tiền hay là cần gói cho mình không? Đúng rồi, nói luôn đi em, mình phải có giá chứ, mình đàn gái mình ngon mà. Thì, em muốn người đàn ông nếu như mà sau này của em á tin tưởng người vợ của mình thì có thể là tài chính hay là cái gì cũng giao cho vợ hết. À, giao cho vợ hết hả? Được không em, giao vợ hết được không? Được anh. Được. Rồi yêu cầu gì nữa? Đi đêm bắt về mấy giờ, hàng tuần phải là có nhà mấy ngày? Dạ về đêm quá thì báo cáo lại cho vợ là đi đâu về. Có quyền tắt điện thoại hay không? Nếu mà cần thiết quá tắt sau về giải thích sau mà hợp lý thì ok. Sao dễ đúng rồi, vậy? Bình thường chúng ta có chuyện ta phải tắt rồi sao? Chuyện gì? Ví dụ chuyện gì mà tắt? Thí dụ giờ họp không lẽ tắt chuông thôi chứ làm gì tắt điện thoại? Tắt luôn. Rủ vô nó nhiễu sống rồi sao? Không, nhưng mà giờ giấc thì em phải nắm. Ví dụ làm việc tới mấy giờ thì phải chia sẻ cái đó cho vợ. Em có cầm điện thoại của người bạn mình soi mói coi kiểm tra? Dạ chắc là không. Rồi mấy cái này nó nhạy cảm lắm. Dạ. Nói chung là người này cũng dễ giải lắm em. Dạ. Vấn đề chị là em á là không có kiểm tra. Không có kiểm tra. Không có kiểm tra trực báo tiếp cáo nhưng mà mình phải lén lén mình kiểm tra. Dạ. Trời ơi, tin đàn ông là bán nó giống như cưng. Cô vợ dễ thương lắm. Có điều gì dạ cần nhắn nhủ chị trước khi chị qua coi mặt không? Dạ, chị xe giùm em có hối. Gì? Hello. Ôi em chào chị Cát Tường. Cát Tường xinh quá. Trước mắt là không, sau mắt là chưa biết nha. Đừng có gì. Đừng có hỏi. Hỏi hả? Dạ em không hỏi vậy. Có yên tâm là có mắt he, biên uống ngừa, ngang ngừa, rụng tóc. Dạ. Có cái điều nào mình không thích ở phụ nữ không? Dạ không thích phụ nữ là lăng nhăng. Mấy người đẹp ta cũng hay lăng nhăng lắm. Không có đâu. Ta không có cố tình nhưng mà nhiều khi xung quanh ta nhiều người đeo đuổi quá, nhiều khi nó lung lay, lung lay xíu thôi. Lăng nhăng là đôi khi chỉ dùng cho một vài người đàn ông, không có dùng cho phụ nữ được. Ta phụ nữ chung thủy lắm. Tức là người phụ nữ ở ngoài xã hội làm công việc gì thì không biết, nhưng mà khi về gia đình thì hãy là người vợ của gia đình. Nhưng mà bây giờ con. Nhưng bây giờ vợ đẹp quá, ra đường nhiều người đàn ông dòm ngó vợ mình không có lăng nhăng. Dạ khi mà mình quen nhau thì mình tin tưởng thì đặt niềm tin vô thì ok chị. Chắc tin không? Dạ, có ghen không? Dạ em cũng có ghen nhưng mà ít thôi chị. Có lục bóp phụ nữ kiểm tra không? Dạ không chị. Lục điện thoại? Dạ không ạ. Chắc không? Chắc ạ. Chứ nhiều anh thấy bây giờ cũng là hay lục mà lục lén lén. Mỗi người có cái riêng tư mà chị mình không lên như vậy. Bạn có cái gì riêng tư mà không có thể chia sẻ với vợ được không? Chia sẻ được hết. Chắc ha. Dạ chắc. À được, nụ cười rất là thân thiện. Tin tưởng, tin tưởng. Nói chung là cân đối, là không hói. À, nhìn trí thức. Được, nói chung là đàn ông. Rồi, tôi nhận xét như đó thôi đó, còn muốn biết thêm giờ giao lưu người thân nè. Dạ hôm nay em tới cùng với chị gái, em gái và một người bạn của em ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và hai chị. Rồi, chào em. Thì em là em họ gần gũi với chị Thúy. Thực sự chị là một người chị mà em rất là ngưỡng mộ và kính trọng cũng như là yêu thương. Tại vì chị vừa có rất là nhiều tài cũng như cực kỳ tâm lý và dễ thương và rất là tình cảm, quan tâm đến em út. Chị đến cái độ tuổi này rồi thì em cũng muốn là chị đi làm được một chuyện nhưng mà cũng tìm một tấm chồng đúng rồi. Yêu thương. Thì em thấy anh một người con trai sáng sủa. Cái cách mà anh nói chuyện em cảm thấy anh là một người suy nghĩ chín chắn và chững chạc. Cảm ơn em. Rồi anh trai, em có đi với ai không? Dạ em đi với em gái ruột của em với cả chị với cả bạn em. Rồi mình nghe em gái ruột nói trước nha. Anh trai của em thì là một người rất là quan tâm tất cả mọi người. Em thấy chị thì cũng rất là dễ thương. Anh nấu ăn rất là giỏi. Nếu mà chị không biết nấu ăn thì về đã có anh giúp đỡ cái việc nấu ăn rồi. Đỡ quá, tốt quá. Dạ, tuy nhiên thì anh rất là sạch sẽ và kỹ tính. Trời ơi, làm bếp mà sạch sẽ kỹ tính luôn hả? Dạ. Kỳ tài hiếm có luôn nha. Dạ. Rồi, kéo màn lên cho hai bên gặp nhau. Cặp đôi này hợp lý. Kéo màn. Nào, mời bạn. Mình hy vọng tràn trề lắm nha bạn trai. Bạn phải chứng tỏ năng lực nha. Cảm ơn các bạn, cảm ơn quà tặng em. Cho anh hỏi em trước nha. Em cảm nhận với anh như thế nào về cái nhìn đầu tiên? Anh thấy nhìn anh cũng lịch sự. Cũng cảm thấy là cũng dễ gần chứ không có xa. Cảm ơn em, nhưng mà hồi nãy em nói em chiều cao em đòi là 1m70. Nhưng mà anh có 1m65 thì cái đó có ok, có được không? Dạ, đó là cái yêu cầu chung thôi. Còn nếu mà cảm thấy hai người đã hợp nhau thì điều đó không quan trọng. Anh thấy em sao? Em rất dễ thương. Nếu như mà lựa chọn người phụ nữ với vẻ đẹp tâm hồn với hình thức á, thì anh sẽ thiên về cái gì hơn? Thiên về vẻ đẹp tâm hồn hơn. Tại vì hình thức có thể bây giờ đẹp nhưng mà sau này nó không đẹp mãi mãi được. Tuổi xuân mình đâu có đẹp mãi được đâu. Nhưng mà mình sống với nhau là sống cả đời, sống đến già luôn. Thì cái tâm hồn nó quan trọng hơn. Tại vì mình yêu thương nhau mới yêu thương, mình mới gắn bó với nhau hết cuộc đời được. Thì anh cũng cùng quan điểm với em. Rồi. Các bạn hãy nhìn nhau khoảng 15 giây và nói lên những cái điều gì mà mình đang suy nghĩ về tình yêu. Bắt đầu. Em xin hát đoạn được không anh? Được, được. Được, hát đi.
Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đãi cá cao sang lụa là gấm nhung vàng son. Em ơi anh tìm người yêu không ước mơ cao. Em ơi anh tìm người yêu thương mãi tranh chiều. Mãi đây cho dù dòng đời góc bế chân trời, cuộc đời bao ta phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Chị Nét rồi ơi. Dạ em thấy bạn Nam hát rất là hay ạ. Để đáp lại tình cảm của bạn Nam thì em cũng xin hát một bài. Rồi. Đó là bài Nhé Anh. Nhé anh, yêu em mãi luôn nghe anh. Yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài. Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em. Cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước trong đời trên lối về. Rồi. Bây giờ ngưng đi, ngưng đi, hai người đi hát karaoke đi. Cặp đôi này là giành micro nè. Hai người đi hát karaoke được rồi đó. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định bấm nút hay không bấm nút. Nút được đâu vậy? Tìm nút đi. 3 2 1 hết thời gian. Trời làm lẹ quá vậy anh Linh. Lẹ luôn. Tôi thấy rằng trong ánh mắt các bạn lung linh rạng ngời. Và tôi chắc là cơ hội đó sẽ được nhân lên gấp bội. Thì chắc em dọn ở riêng đó. Thì vậy đi. Thì em không mong muốn rồi. Thì chị không mong muốn là sẽ gặp. Nghĩ mấy cái đầu em gái đang ngồi dưới kia. Mình nói cho nó ghê gớm lên vậy để mình mấy bạn lường trước được thôi. Đẹp trai muốn một người yêu của mình như thế nào? Em chỉ cần một người phụ nữ là biết thông cảm, chia sẻ. Em tên là Bùi Quý Khang. Năm nay em 33 tuổi. Em là người Hải Phòng. Em vào Sài Gòn được 1.5 năm rồi. Hiện tại em đang là kiến trúc sư. Em đang ở quận nào? Em ở quận 1 ạ. Mời bạn gái giới thiệu. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Kim Hường ạ. Em năm nay 27 tuổi. Quê em ở Bình Định. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm nhân viên kế toán ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn. Em biết trang điểm, là người dễ gần, là biết lắng nghe chia sẻ. Bạn bè em hay nói em là em rất là hiền ạ. Cái đó cũng là điểm yếu của em á chị, nhiều khi hiền quá bị ăn hiếp á chị. Vậy hả? Dạ. Rồi ai mà ăn hiếp nhẫn tâm. Rồi còn cái điểm yếu nào nữa không? Điểm yếu của em là em hay quên á chị, gọi là não cá vàng á chị. Thường xuyên để quên chìa khóa, điện thoại. Phòng trọ em trên lầu 3 á chị. Mà sáng nay em đi làm em cũng phải đi xuống dắt xe rồi sau đó lên quên chìa khóa, lên lấy chìa khóa rồi lại đi xuống rồi xong lại quên cái mắt kiếng tại em bị cận á chị. Trời ơi, quên mà không có mắt kiếng là sao em đi từ trên lầu 3 em xuống tới dưới được. Sáng nào cũng tập thể dục á chị. Vậy bạn trai. Ưu điểm của em thì là trong tình cảm em rất là trung thủy. Em rất thích thể thao, yêu động vật. Thích con gì? Và em thích nhất chó. Quyết điểm là em có hút thuốc. Em làm việc hay về trễ. Và em đi đá bóng khá là nhiều. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em đã từng có vợ. Và vợ em là mối tình đầu của em. Sau khi chia tay thì em có yêu thêm một người nữa. Thế là hai mối tình chính thức của em. Em lấy vợ từ năm 2011. Và em chia tay năm 2013. Có cháu nào chưa? Còn em chưa. Cái thời điểm đó em cũng tập trung đi làm việc. Cũng ít thời gian ở nhà. Ít thời gian gần gũi cô ấy. Mà lúc đó em đi công tác xa nữa. Không có nhiều thời gian để gần gũi nhau. Thế là tình cảm nó cứ giãn đứt dần. Cô đấy có tình cảm với người khác. Đó là hai cái mấu chốt. Để anh qua anh xin phép đàn gái trước đã. Dạ em chào anh. Chào gái dễ thương. Em nghe câu chuyện về đàn trai như thế thì em cảm nhận thế nào? Thì em cũng không có quan trọng chuyện đó lắm. Một lần đổ vỡ thì nhiều khi là anh ấy lại biết trọng quý hơn. Trọng cái mối tình mình, hạnh mình phúc đi. Mình đang có đó anh. Em không quan trọng. Không quan trọng đúng không? Dạ miễn sao là tay cảm ơn em. Anh chỉ hỏi thế nên đỡ lo thôi. Dạ. Anh lên đây thì là kiến trúc sư. Anh cũng dễ thương ha. Có bạn gái thì anh có dành nhiều thời gian mà cho bây giờ em. Phải rút kinh nghiệm rồi. Dạ. Câu hỏi này anh sẽ hỏi lại bên đây liền nha. Dạ. Anh chờ xíu nha. Bạn gái được lắm em. Là sắp tới có bạn gái nữa thời gian sao? Nói liền luôn. Khi mà em đến với ai á
thì người đó sẽ rất quan trọng với em. Em không muốn là cái việc chia tay nó lặp lại nữa. Nhưng khi mà em quyết định đến với một người nào đó thì em sẽ cố gắng để chọn hết cái gì em có thể có. Được chưa em gái? Dạ được à. Rồi, được rồi. Bây giờ tới mình chia sẻ chuyện tình trường của mình cho ảnh nghe đi. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Em đã trải qua 2 mối tình chính thức ạ. Mối tình tuổi học trò, tình đầu của em á chị. Nói chung là tình đầu đẹp nhưng mà thì thường gian dở. Mối tình thứ hai của em thì em cũng có quen anh đó, cũng đã có gia đình rồi chị. Do lối sống với lại cách sống của hai người rất là khác, với lại anh đó là có con rồi á chị. Thì ảnh chỉ muốn là ở vậy nuôi con thôi á chị. Chia tay anh đó lâu chưa? Dạ cũng hơn 1 năm rồi chị. Hơn 1 năm rồi. Ba mẹ em cũng không có quan trọng về cái chuyện mà bên bạn trai thì có gia đình rồi chị. Rồi bây giờ mình tính tới chuyện tương lai nè. Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Em không thích bạn trai hút thuốc chị. Lúc nãy em có nghe bạn trai anh bên đó nói là ảnh hút thuốc. Thì bây giờ đó là khuyết điểm của ảnh. Dạ. Nhưng mà biết đâu là có em về thì anh sẽ bỏ được cái khuyết điểm đó. Được không em trai? Dạ được ạ. Nhớ nha, được. Mà chắc chắn em hứa. Rồi, nói đi. Thế là khó bỏ lắm đó nha. Nói lớn cho cô gái kia. Thực ra là em cũng rất là muốn là em bỏ thuốc, mà em cũng muốn là cái người bạn gái của em cũng sẽ làm động lực cho em. Rồi, nhớ nha, tôi ghi nhớ rồi đó. Bỏ bằng cách nào anh? Em có thể đánh đập hay làm gì cũng được em. Trời ơi, đây ta hiền lắm. Ta khóc thôi à. Em còn muốn cái gì ở người bạn trai nữa không? Em muốn bạn trai em sống tình cảm, hiểu với lại thông cảm cho em. Không có kiểu như là nóng tính lúc đó để làm bạn gái mình tổn thương, rồi sau lại quay lại xin lỗi. Thì em rất là ghét những người như vậy. Em không thích những người gia trưởng bảo thủ. Được hơn thay. Em thì là người khá là biết lắng nghe. Em nghĩ là em không có tính gia trưởng. Em thưa chị. Có không? Có gia trưởng không? Em nghĩ là em không rồi. Mình đã sẵn sàng cho cái kết hôn lần nữa chưa? Em sẵn sàng chưa ạ? Thực ra em rất mong muốn có một gia đình. Mình sống một mình hay sống với ai? Em sống với cả bố và em gái. Hiện tại là giờ như vậy là sẽ làm dâu đúng không? Vâng, làm dâu ạ. Rồi rủi về trong nhà mà có sự bất hòa giữa vợ mình với em gái mình thì mình giải quyết làm sao? Em phải phân tích đã, vì trong trường hợp có những trường hợp là em gái em đúng thì em phải phân tích cho vợ bạn gái em hiểu. Thứ hai là bạn ấy đúng thì em phải phân tích cho em gái em hiểu. Nói như là hai người phải có cái sự nhìn nhận đó. Nhưng mà trên thực tế là có những trường hợp là em chồng với chị dâu là cặp mặt. Có cô lắm có tôi, có tôi lắm có cô, thì em phải làm thế nào? Thì chắc em dọn ở riêng. Thì vậy đi. Thực ra em không mong muốn rồi. Nhưng khi không mong muốn là sẽ gặp. Mất cái đầu em gái đang ngồi dưới kia. Mình nói cho nó ghê gớm lên vậy để mình mấy bạn lường trước được rồi. Thôi em trai muốn một người yêu của mình như thế nào? Em chỉ cần một người phụ nữ là biết thông cảm, chia sẻ, biết nhường nhịn một chút, phải biết giữ bản thân mình trước những cám dỗ bên ngoài. Nhà gái hiền lắm, rất là hiền dịu, rất có hậu nha. Rồi dễ thương lắm á. Mình hỏi thêm ý kiến người thân đi, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân với lại chị đồng nghiệp của em. Rồi cho chị gặp bạn của em. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng các bạn. Dạ, em thấy bạn nam bên đây á cũng được, cũng chân thành, nên em cho bạn cô một cơ hội tiếp tục ha em ha. Vậy thôi hả? Có hỏi muốn hỏi gì bạn trai không? Bạn Hường á thì bạn hơi hiền và bạn cần một người chăm sóc, em có thể lo lắng và chăm sóc yêu thương bạn hết lòng của em được hay không? Dạ chắc chắn vậy, nếu mà người đấy là người em yêu thương. Chị hiền khôn không? Em học hiền hơn vậy luôn á. Dạ. Cho em gặp em gái nha. Em gái đúng không? Dạ vâng, em gái em ạ. Trời ơi, em gái cũng đẹp mà chị dâu cũng xinh. Thế chị, thì em có một điều muốn hỏi là anh em đã từng trải qua một lần đấy ạ. Chị có thông cảm được cho anh em và có thể yêu thương anh em thật lòng không ạ? Thương ai mình rất là chân thành. Mỗi lần thương ai thì mình thương hết lòng lắm. Chuyện đó là không vấn đề gì. Vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều. Anh trai em dễ thương lắm. Trời ơi. Nhưng mà nhớ không ăn với chị dâu nha. Dâu hiền lắm á. Em hiền lắm chị ạ. Thương chị dâu nha. Dạ. Mong anh chị có thể đến với nhau ạ. Em gái dễ thương không? Dễ thương. Chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp đi. Chào anh. Hey. Anh có bánh bông hoa tặng. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Anh thấy em sao? Thật sự là anh mới gặp anh khá là rụt rè, chưa biết phải nói với em như nào ạ. Quý vị phụ nữ trước em cảm thấy nào về anh? Anh trẻ hơn so với tưởng tượng của em. Anh ấy mới gặp thì em sẽ thấy anh rất là khá là lạnh lùng. Dạ. Khó gần. Nhưng mà khi em quen anh thì anh khá là lầy và vui tính. Thôi hát bài tặng bạn gái đi. Gặp em đây, anh xin hát tặng em và mọi người bài Tình Đơn Phương. Sao lại
hát là tình đơn phương. Nhiều lần ngập ngừng muốn ngôi tiếng yêu đương sao không thành câu, sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lây. Không sao anh hả thầy? Cảm ơn. Cảm ơn. Thời gian làm việc của anh như thế nào ạ? Thực ra là công việc của anh cũng khá là bận, nhất là vào những thời điểm mà anh nhiều dự án cùng một lúc, thì có những lúc là anh sẽ phải làm việc đêm và thường là hay về muộn. Về muộn là mấy giờ anh? 7-8 giờ. 7-8 giờ đã... cũng không muộn lắm, lúc đó đi chơi được mà. Nhưng mà bố mẹ em cho anh về được mấy giờ chứ anh không biết. Em ở với anh hai, anh về trước 11 giờ. Nếu mà em nhanh quen nhau thì khoảng bao lâu thì anh có ý định kết hôn? Anh thì thấy là thời điểm nào thích hợp thì mình sẽ kết hôn thôi, không nhất thiết là mấy năm. Khi nào mình thấy là hai đứa đủ hợp, đủ có thể chung sống và đủ lo cho nhau được. Thì con cái làm sao? Hai bên bàn cũng đi. Dạ, con cái thì em mấy cũng được, trên hai là được ạ. Thì em thích mấy? Nói luôn đi, bên kia kìa. Em thích hai thôi, để nhiều quá đau lắm anh. Dạ, nếu mà em đang quen nhau thì vấn đề đầu tiên là em muốn anh bỏ thuốc. Ok, anh nếu sẽ dài bỏ. Gì mà nói não cái già. Bây giờ mặt thẳng mặt nhìn nhau hứa lại một lần nữa. Dạ, anh sẽ bỏ thuốc. Anh cũng hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội là thử hẹn hò với nhau để tìm hiểu. Em muốn nói là anh có thể đọc cái tựa đề trên cuốn sách được không ạ? Đây là cuốn Hạnh Phúc Từ Gần. Thế là em muốn nói là cũng là cái tựa đề trong cuốn sách ạ. Em mong cái hạnh phúc của em thì nó gần hơn đối với em. Gần hơn nữa. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi em. Giờ phút quan trọng đã đến. Bây giờ tất cả những gì các bạn nói đã trở thành một biên bản ghi nhớ trong cuộc đời của hai bạn rồi đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau nào. Thông báo bạn gái là bạn trai bấm từ lúc chưa đếm luôn đấy. Dạ, nhảy đi, nhảy sơ sơ. Vừa hát vừa nhảy được không? Có thể ạ. Thử xem nào. Bạn nữ bên kia chú ý nha, khán giả vỗ tay là hay đó, còn khán giả ngồi im là không hay á. Chuẩn bị, action. Dạ. Bạn tên là gì? Em tên là Hồ Nghệ Hoàng, hiện năm nay em 26 tuổi. Biết làm nghề gì bạn? Dạ. Hiện tại em làm nhân viên của ngân hàng. Nhân viên ngân hàng? Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ, em xin chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường, bạn cùng chơi và tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay nha. Anh tên là gì? Dạ, thưa chị, em tên là Nguyễn Thu Thủy, em năm nay 27 tuổi, hiện em đang là nhân viên ngân hàng. Ngân hàng luôn? Dạ. Hai bên ngân hàng? Ngân hàng đụng ngân hàng có vấn đề gì không bạn? Ngân hàng đụng ngân hàng thì có cạnh tranh hả chị? Không, nhưng mà mình phải cạnh tranh lành mạnh nha. Dạ. Nhìn vóc dáng ngồi ba vòng chuẩn nha, rất là sexy luôn, có ai khen bạn vậy chưa? Dạ có chị. Có rồi hả? Dạ không, tại vì em cũng có đi học một vài lớp kỹ năng nên thành ra em nghĩ chắc từ từ nó cũng thành cái bản năng của mình. Thủy làm bộ phận nào ở ngân hàng Thủy? Dạ thưa anh Quyền Linh, em đang làm bộ phận chăm sóc khách hàng á anh. Chăm sóc khách hàng, bộ phận này rất là dễ thương này, ngọt ngào. Dạ. Xin Hồ Nghĩa Hoàng, bạn làm bộ phận nào? Dạ em làm bộ phận quản trị rủi ro ạ. Là cụ thể sao bạn? Có nghĩa là kiểm soát gian lận, ví dụ như hồ sơ lừa đảo hoặc là kiểm soát nợ của bên ngân hàng. Bạn làm bao lâu rồi? Em làm bên ngân hàng thì chính thức thì khoảng gần 1 năm. Còn làm bên công bên bộ lĩnh vực tài chính thì là gần 4 năm à. Quê bạn ở đâu? Dạ em quê ở Nghệ An ạ. Nghệ An? Em ở Sài Gòn được 10 năm rồi. Rồi ở đây với ai? Dạ em ở với anh chị ạ. Rồi bạn sơ sơ là khoảng mấy mối tình? Dạ em khoảng 2 thôi ạ. Khoảng 2 mối tình? Dạ đúng rồi. Bạn có thích quen đối thủ cạnh tranh của mình không? Dạ có. Có nghĩa là bổ trợ cho nhau. Ví dụ như công việc của em thì cần tiếp xúc nhiều thì bạn nó sẽ hỗ trợ cho em lên. Sao đối thủ mà sao hỗ trợ được? Có nghĩa là bạn nữ làm bên bộ phận chăm sóc khách hàng, còn em làm bên bộ phận quản trị rủi ro. Thì ví dụ em cần liên hệ khách hàng mà em muốn nó giao tiếp giỏi hơn thì em cần nhờ bạn hỗ trợ thêm. Còn bạn nữ có thích quen đối thủ của mình hay không? Dạ có thể em hỗ trợ rồi em lấy khách hàng về bên em cũng được đó. Đó. Từ xưa giờ bạn đã quen người nào làm trong ngân hàng chưa? Dạ chưa ạ. Cho bạn giới thiệu về mình một chút xíu, ưu điểm hay là nhược điểm của mình? Ưu điểm của em là em rất là vui vẻ, hòa đồng, gặp mọi người em rất là dễ bắt chuyện. Đó là công việc của mình hàng ngày mà đúng không? Dạ. Rồi còn nhược điểm của em là lúc trước á là em
rất hay nóng giận. Nghĩa là khi gặp một cái gì đó mà em không thích á, là em thường thể hiện ra cho mọi người biết là em không thích cái chuyện đó, đừng làm nữa. Nhưng mà bây giờ em đã biết cách tiết chế cái chuyện đó. Nghĩa là trước khi mà mình mở miệng mình nói cái gì đó là em sẽ thở 5 giây đã, rồi em mới bắt đầu em nói. Giống như là uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Dạ đúng rồi. Mà khi thở 5 giây rồi tự nhiên cái nó bớt nóng giận luôn. Đó cũng là một cách rất là hay. Vậy là chị cũng phải cố gắng chị học em này, chị thử coi cho chị sao, chứ chị cũng hay nóng giận lắm. Sở thích của mình là gì Thủy? Sở thích của em thường thì em thích đi du lịch chị. Thường đi du lịch đi với ai? Thường là em đi với bạn mà. Rồi bên kia có thích đi du lịch chung không nè? Dạ có vậy. Bạn nói không? Về ưu khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em đó là em biết nấu ăn và có thể nấu nhiều món. Thứ hai là hiền lành. Thứ ba là em hay hát ạ. Ví dụ đi đám cưới thì vì mặc dù hát không hay mà đám cưới nào em cũng lên hát hết đó. Biết nhảy không? Dạ, nhảy thì nhảy sơ sơ. Vừa hát vừa nhảy được không? Có thể ạ. Thử xem nào. Bạn nữ bên kia chú ý nha, khán giả vỗ tay là hay đó. Còn khán giả ngồi im là không hay á. Chuẩn bị action. Rót mai những chén chua cây này, lê bêu những gã su ca buồn, lang thang bướng với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền. Muộn nào đưa ta qua bao nỗi đau thương này, giọt nồng ta say cho quên đi đôi mắt u tình, ánh mắt đắm đuối đôi môi đam mê, đôi tay buông lơi em yêu đã siết ta trong một đêm môi mê buồn. Vì yêu em nên ta đã hoa ngây ngô rồi, mỗi sáng mỗi tối ta điên ta say với bóng men. Đã thế những nỗi đau thương chua cay đâu không ai hay, khi xưa em bước theo tình vui kia đi rồi. Nào ngờ đâu em quay lưng coi ta quá đau buồn, giữa quãng đời là người tình si con. Nửa bài được. Nhảy hay quá, nhảy dữ dội luôn. Bạn nữ mà thấy hết hồn vũ hồn luôn. Nãy giờ Thủy mặc dù không có nhìn thấy nhảy mà Thủy nghe giọng hát này cảm nhận về bạn trai bệnh như thế nào? Em nghĩ là bạn trai rất là chịu khó hát á chị. Rất là chịu khó hát, bạn cũng rất là chịu khó nghe. Dạ. À, mình có biết hát không? Dạ em hát thì cũng không hay, nhưng mà em cũng lâu lâu em cũng hay hát. Rồi biết nhảy không? Dạ em cũng có học nhảy. Rồi mình làm lại mình. Nhưng mà hiện giờ em mặc váy vậy thì em khó nhảy lắm chị. Ủa, tại vì nhảy phải mặc váy chứ, muốn mặc gì nhảy? Tại bình thường em học là em học sexy dance, em nhảy quằn quại lắm chị ơi. Dạ quằn quại đại đi. Làm thử một khúc đi. Một đoạn thôi nha chị. Đúng tại thôi. Muốn biết hẹn hò nhau đi rồi mình biểu diễn tiếp ha bạn ha. Dạ. Bây giờ bạn có cái chuẩn cái người bạn trai mà mình muốn mong muốn tìm kiếm là như thế nào không? Bạn nam đầu tiên phải là một người quyết đoán và không có dễ bị tác động bởi ý kiến của người khác. Còn về hình thể thì phải cao 1m78. Sao không phải 78? Cao cao cỡ như anh Bình Minh vậy chị, em thích như vậy. Cao. Dạ. Nhưng mà đừng có nghĩ là vì mình cao nên mình có quyền cân nặng quá đáng. Nặng thì cũng cỡ chừng 76 thôi anh. Cô này cũng khó dữ á. Bà nói mình có 75 à. 75 là được rồi, 78 giờ kiếm ở đâu ra. 75 thì nặng cỡ 73kg thì được. Rồi bạn nữ đưa ra tiêu chuẩn như vậy, còn bạn nam? Một bạn gái của em là cũng từng cao tương đối khoảng 1m6 trở lên. Hiền lành và chút có chút dễ thương. Bên kia giống Bình Minh, bên đây giống ai? Á Hầu Huyền My. Tiêu chuẩn cao quá nha. Bên đó có đáp ứng được nhu cầu bên đây không? Sao Thủy? Em thấy cái đó cũng bình thường chị. Dạ bạn không thích điểm nào ở người bạn trai? Em không thích là thứ nhất bạn nam đừng có quá xề xòa, hơi dơ dơ hay này nọ là em không chịu. Sạch sẽ tươm tất. Dạ đúng, sạch sẽ tươm tất, đừng có quá đen. Mũi đừng có quá to. Ủa anh Linh đen lắm á. Nhưng mà vấn đề là tại vì anh hay cười nên nó cũng sáng ra được miếng chị. Trời ơi. Hôm nay bạn chương trình với ai? Đi với 4 người chị, hai em gái với hai người bạn của em đang ngồi hàng ghế đầu. Chào các bạn. Mấy em là chơi chung với Thủy thì sao? Dạ em là em ruột. Em ruột hả? Dạ. Thủy thì có nhiều bạn trai dòm ngó đúng không? Dạ có. Mà không chọn được ai hết hả? Dạ đúng rồi. Thì sao vậy? Dạ khó tính quá. Em có khuyên chỉ là bớt bớt xuống để mà có chồng chưa? Dạ có khuyên, nhưng mà tại vì mấy anh đó chắc là không hợp. Anh bên này thấy hợp không? Dạ anh này em thấy là được cái chiều cao.
Với lại nhìn anh này quen quá, không biết có quen từ trước không nhỉ? Sợ. Cái này hay à, quen lắm. Chị ơi, bắt công để tham gia chương trình được. Quen không? Dạ, có quen gì trên truyền hình ạ. Đó. Sao quen cô kia trước vậy? Thì đó. Cao mét 75. Dạ, mét 8 ạ. Gì? Mét 8 gì? Sao nãy mới nói 75? Không, 75 kg gì? 75 kg, cao mét 8. Đâu đứng lên thử coi. Có nói thách không? Cũng thường thôi mà. Không, em cao hơn chị được rồi vậy. Chứ lẽ lùng hơn tôi. Ngồi xuống đó đi. Dạ. Cũng dễ thương để vậy. Được lắm. Rồi, như vậy là hợp rồi, chúng ta sẽ kéo màn lên để hai bạn ấy cảm nhận về nhau. Kéo màn. Ta sẽ có 2 phút để cùng trò chuyện, nhìn thẳng vào mắt nhau và quyết định có hẹn hò không. 2 phút bắt đầu. Quen không? Cũng may là không quen. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu. Chào bạn. Lạ nhỉ, ấn tượng nhỉ. Nếu như hôm nay mình và bạn đồng ý hẹn hò thì mình mời bạn tối nay đi nhậu được không? Mình thì mình không thích đi nhậu. Mình chỉ thích đi ăn uống hoặc xem phim, cà phê thì được. Thực ra mình cũng thích con gái đi nhậu thôi. Nếu vậy sao bạn mời? Không có lợi. Mình thử là. Thử lòng, thử lòng. Mời còn 4 cô kia nữa kìa, ngồi dưới nữa kìa. Mời có 10 à. Cái ấn tượng của bạn khi trước khi mà kéo màn lên với sau khi kéo màn lên nó có khác nhau nhiều không? Về mình á. Cùng như nhau à? Có là hay lúc chị Cát Tường giới thiệu là bạn có 3 vòng lý tưởng là mình cũng muốn nhìn qua để xem, nhưng mà tại vì quy định chương trình là không cho nhìn nên là đợi cho mới nhìn được. Nhìn hai vòng nữa hả? Cuối cùng là nhìn thấy sao? Y như chị Cát Tường khen à? Hạ bớt cái chuẩn gì qua hậu xuống giùm tôi cái nha. Thực tế một chút xíu thì mới cưới được vợ ha. Nói chuyện về tương lai đi, thí dụ như tính hôn nhân thì sẽ như thế nào? Có mấy con, tiền bạc ai quản lý? Mục tiêu của mình thì khoảng năm nay hoặc là cuối năm sau cưới thì không biết là bạn thì như thế nào à? Tìm hiểu đủ thì cũng phải 2 năm. Cuối năm sau thì được không? Cuối năm sau thì nếu mà hợp nhau thì có thể được. Nếu lấy nhau thì sinh mấy cháu? Dù gái hay trai chị hai là đủ. Em thì chỉ một nam một nữ là được rồi anh. Làm ngân hàng, vậy thì ai sẽ quản lý tiền? Theo em thì vợ sẽ quản lý thì dễ hơn. Mà nếu như vợ quản lý nhưng mà chồng mà cũng có một phần riêng à? Vợ quản lý mà chồng có phần riêng là sao? Có nghĩa là đi đâu đó thì tự mình bò ra chứ không phải là kêu vợ được. Hoặc lúc mà cấp bách quá không có vợ đó thì em tự chi trả được. Thường thì tiền bạc là phải do vợ giữ đó chị. Còn cái khoản riêng đó thường thì là không được đó. Thôi bây giờ mình nói một câu tình cảm đi. Đi rồi mình quyết định bấm nút. Thì cảm nhận đầu tiên của mình về bạn là vui vẻ hay cười. Thì mình rất thích, cũng thích khoảng 80% ở bạn. Thì còn nếu như còn khoảng 20% thì mình sẽ tìm hiểu sau. Được không ạ? Được, mình rất thích về chuyện đó. Còn cảm nhận về bạn thì mình thấy là bạn cũng hiền lành. Nói chung là thích hát biết nhảy là thấy là không phải là người sống khép kín rồi đó. Nói chung là phần còn lại thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Rồi, bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ nha. Có quyết định là bấm nút hẹn hò với nhau hay không? 1 cảm nhận về nhau, 80% đã thích, 20% tìm hiểu. Dạ. Chúc cái sự tìm hiểu đó sẽ đạt đến trọn vẹn con số 100%. Bạn trai là chuẩn chạc, trầm tính, ổn định, một người sống biết quan tâm tới mọi người, có đạo đức, và đặc biệt là coi trọng gia đình, coi trọng đối phương. Khi mà yêu là phải có sự chân thành, không có dối gạt đối phương của mình. Hình dáng sao nè? Hình dáng thì trai giống ai nè? Con thì con không có cần bạn trai phải đẹp trai lắm đâu. Nói chung là nhìn khuôn mặt sáng sủa gọn gàng. Tóc tai thì đừng có hối quá. Con cũng không có ý gì đó chú mà. Tóc như chú là được rồi. Con không có kiểu như hối mà hối quá luôn á. Chú là không có tóc luôn á là con không thích. Tôi mới cấy á con. Dạ. Không, chú cũng hối dữ lắm luôn. Chiều cao thì cao hơn con một xíu là được, con cỡ 1m58 thôi. Tại nhìn con ốm nên nó gọn. Con 1m58 phải không? Dạ. Rồi. Rồi không có quá ốm. Nói chung là người vừa vặn ok là được. Ốm không lo. Bí quyết hồi xưa của dân cũng ốm vậy đó. Bây giờ cô dân cũng ốm. Ôi, yên tâm đi, con cứ ngủ 10 giờ tối là ok giờ. Đừng có thức khuya là được rồi. Thức khuya cô là đấy. Cái bản tính, cứ là cái tính chất nghề nghiệp của cô là buộc lòng phải thức khuya. Cô thức tới 2-3 giờ khuya không các con? Cô bị stress nhiều quá, cô mập thôi chứ không gì đó. Cô thức khuya cái cô hay nhìn ăn đi, nhiều đi, hỏi bên kia đi. Làm như mình ốm lắm vậy đó. Nghe bạn nói dễ thương không? Dạ. À, đấy, mong muốn bên đó đàn trai đáp ứng khoảng bao nhiêu phần trăm?
Em thấy là cái bạn nữ là cái yêu cầu là cao trung bình thôi, thì em với chiều cao 1m63 em tự tin là đạt được. Ok rồi, ok. Bên đây 1m58 nha. Vâng, thì nãy như nói là em ngoài những cái ưu điểm là đúng giờ ra thì em cũng là một người rất là quan tâm đến gia đình. Tại vì em bố là một người rất là yêu điện ảnh mà anh chắc anh biết cái phim Godfather bố già đúng không ạ? Rồi. Dạ. Thì trong đó có một câu nói rất là nổi tiếng, đó là một người đàn ông mà không dành thời gian cho gia đình thì đó không phải là một người đàn ông đích thực. Đó, thì em luôn lấy đó làm phương châm sống cho mình. Hãy dành thời gian cho gia đình, đúng không? Dạ, đúng. Được, câu này được. Và cũng như là như hồi nãy em nói là em từng sống trong ngũ rồi, cho nên những cái việc như là nấu ăn thì cơ bản, với lại giặt giũ hay là chuyện nhỏ, đúng, chuyện nhỏ. Dạ. Anh cũng đi nhà toilet rồi dọn nhà khóc rác hoài. Những cái chuyện đó em không hề ngại. Ừ, chuyện đó bình thường, chuyện hàng ngày mà. Nhưng mà cái nãy có nói gì không thích thôi hói gì đó. Dạ, đầu em hơi hói tí. Nói chung là tóc em hơi ít tí. Không biết bạn nữ có chịu không ạ? Rồi, chào em trai. Dạ, chào anh. Rồi đi em. Xin mời nhà gái. Chào cưng. Để đây nè bé. Rồi bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu, chỉ cách nhau có một bờ rào tình yêu thôi. Bây giờ mình nói lớn cho nhau nghe, giới thiệu cho nghe để cảm nhận giọng nói nha. Mời em Nam. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cũng như bạn nữ bên kia. Cũng như, cũng như các bạn đang ở trong khán giả ở trong trường quay. Thì tên em là Phạm Duy Nghĩa. Năm nay em 29 tuổi, quê gốc ở Hà Nội nhưng mà em sinh ra ở đây. Hiện tại là em đang là làm biên tập viên và là phóng viên ảnh cho tạp chí một tạp chí ạ. À, phóng viên ảnh ha. Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ, con chào cô Hồng Vân. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Dạ, em chào anh trai kế bên. Và xin chào tất cả quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con là Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Con sinh năm 95 là con tuổi Hợi. Quê con là ở Bình Thuận, nhưng mà con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ở quận Tân Phú. Con làm cái gì vậy? Dạ, công việc của con là nhân viên hành chính nhân sự cho một công ty về lĩnh vực cơ khí ở quận 6. Vậy hả? Dạ. À, tức là con làm việc ở quận mấy? Dạ, quận 6, quận 6 nhưng mà con ở thì... Tân Phú. Ở Tân Phú. Dạ. Rồi, bạn nam bên kia nghe rõ bên bạn nữ bên đây không ạ? À? Dạ rất là rõ ạ. Giọng nói rất là đáng yêu đúng không? Dạ đáng yêu quá. Dạ, bây giờ nghe tiếp. Bây giờ nghe tiếp nè. Nghe là thích rồi ạ. Sẵn đài vậy mình nói luôn về cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi con. Thì ưu điểm của con là con sống có con biết quan tâm tới mọi người xung quanh, con yêu thương mọi người, con coi trọng cái gia đình và con rất là, nói chung là con trang hòa với mọi người, con nói chuyện cũng dễ gần, dễ tiếp xúc với người khác. Còn cái khuyết điểm của con á, thì con cảm thấy là ngoại hình của con thì cũng chưa có thực sự là ok, chưa bắt mắt lắm. Ok mà, cô thấy ok mà, yên tâm. Tại vì hồi nhỏ giờ con thấy con tự ti lắm, nên là từ nhỏ tới lớn là con chưa có yêu ai hết trơn. Con nghĩ chắc người ta chê con không có xinh lắm, sao không có ai ưng con hết trơn. Trời ơi, làm gì tự ti vậy con? Từ nhỏ tới lớn, bà mới có chút xíu, bà sao từ nhỏ tới lớn. Con, ủa là con chưa có mối tình nào luôn á hả? Dạ, từ nhỏ tới giờ là con chỉ có lo đi học thôi, rồi ra trường là con đi làm. Tại vì má dặn là nhỏ thì lo đi học đi, rồi lớn ra trường đi làm, ổn định sự nghiệp đã, rồi muốn yêu ai đó yêu. Và cái quan niệm của con cũng là như vậy luôn. Tức là bản thân mình chưa có thực sự ok, chưa có đủ cái chín chắn và mình chưa đủ cái sự trưởng thành, trưởng thành. Thì mình nên lo những cái về công việc trước. Nhưng mà con mới 25 mà đúng không? Đâu có cái gì đâu mà gấp gáp. Trời ơi, trẻ măng lắm mà. Lý lịch trích ngang của nhà gái tôi đến đây là hết luôn cả phần tình yêu nha. Rồi, khỏe ra. Thằng trai nghe thấy hay rồi đó ha. Dạ, nghe rồi, thấy từ xưa chưa biết yêu luôn á. Dạ. Bây giờ em phải nói thế mạnh và điểm yếu của em cho đàn gái nghe. Có bà mối bao qua tới hàng rào. Em nói trước thế mạnh với lại sở thích của em luôn nha. Rồi, ok. Dạ. Điểm mạnh của em thì em tự nhận mình là một người sống rất là đơn giản, không cầu kỳ và giản dị. Nhưng mà có một cái điều em rất là khó tính. Đó là tại vì em đã từng trải qua 3 năm ở trong quân ngũ rồi, là em là từng là đi lính công an. Thì em rất là đề cao cái sự đúng giờ. Mà đúng giờ đến mức là gọi là cực đoan luôn. Dạ. Kiểu như là đã 5 giờ sáng thì là phải gõ kẹn là dậy, rồi tập thể dục. Với lại em là được giao cái chức là quét dọn nhà cửa trực sinh ấy anh. Trời, chức dữ vậy. Dạ. Quét dọn nhà cửa hay là lau chùi bồn cầu toilet gì là em làm hết.
Thì đó, rồi 11 giờ thì ăn cơm. Rồi 4 giờ 5 giờ chiều thì tập thể dục. Rồi 9 giờ phải đi ngủ. Rồi. Đó. Vậy là quen với cái giờ đó rồi đúng không? Dạ đúng, bây giờ nó giống như là đồng hồ sinh học luôn rồi. Anh hiểu rồi. Nhưng với phụ nữ, với người đẹp đó em thì cái giờ đó không được đâu. Dạ em rất là hiểu điều đó cho nên đối với em khó với bản thân thôi, nhưng mà đối với người ta thì em rất là dễ. Vậy được. Dạ. Vậy được. Dạ. Đôi khi là anh phải chờ có người đẹp đứng cái bên kia, anh phải chờ lâu lắm luôn á. Dạ đúng rồi, nhất là trong mấy cái vụ shopping hay cái gì đó. Vui, mình hạnh phúc thôi. Dạ đúng. Bởi vì người ta đẹp người ta có. Dạ chị ạ. Ừ. Anh Linh nãy giờ anh cứ nói ngầm ngầm mà em đâu có hiểu đúng không? Anh chửi chị nãy giờ đó. Dạ. Anh liếc liếc anh chửi chị nãy giờ mà em chưa, em đâu có hiểu đâu đúng không? Ủa đâu có ai chửi ai đâu. Dạ. Ông chờ tôi cái gì? Rồi tôi chờ ông ra làm sao? Bây giờ cuộc đời này chờ qua chờ lại đi cho nó vui. Mắc cười ghê luôn. Chờ đợi là hạnh phúc mà chị. Hẹn hò, đợi chờ là một hạnh phúc mà. Dạ yeah, đúng. Yeah. Với người ta đẹp ta có quyền đó em. Em. Dạ. Yeah. Chị hỏi nè. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ. Yeah, về mối tình ấy thì em chỉ có một mối tình đơn phương từ cấp 2 đến giờ. Ừ. Còn qua đến những năm đại học rồi đi, sau này đi làm thì cũng chỉ như là thoáng qua thôi. Thoáng qua thôi. Tại vì mình cũng chỉ tập trung cho việc học rồi là đi làm. Rồi là... coi như cũng có tình yêu luôn. Dạ. Coi như... Có nghĩa là lý lịch trích ngang về tình yêu của hai bạn luôn. Đều trong sạch. Đúng rồi. Là trong sạch. Đúng rồi. Dạ. Trinh nguyên, tinh khôi. Dạ, lý lịch sạch đấy ạ. À. Đúng rồi đó. Nếu nói thêm còn đầy bụi phấn nha con nha. Ừ. Dạ. Dạ. Cưng năm nay cưng nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 29 ạ. 29, bạn này 25. Hơn 4 tuổi cũng được á con. Dạ, anh cũng chín chắn tuổi, chỉ có điều á là anh rất là nguyên tắc đó. Dạ, nguyên đi tắc. Ngủ không, là không, đúng không. Anh nghiêm với bản thân anh thôi mà. Em nghiêm với bản thân thôi ạ. À. Ừ. Dạ. Vậy là tốt đó. Thì có sao đâu, bây giờ nè hai đứa cứ gọi là về thỏa thuận với nhau về vấn đề giờ giấc, vấn đề đúng giờ là cực kỳ hay, cái đó chị nói nghiêm túc. Vì phụ nữ á, là thường hay chảnh mạng, giống như ông Linh ông mới nói chị hồi nãy đó, thì chị cũng thấy đó là điểm yếu của mình. Cho nên nếu mà hai đứa tìm được tiếng nói chung mà vấn đề giờ giấc mà nó săn xếp nhau á, thì đâu quá tốt đúng không con? Đâu vấn đề gì đâu, đi ngủ 9 giờ hay 6 giờ tối hay là 12 giờ khuya, nếu cả hai vợ chồng cùng ngủ thì tốt thôi mà. Đúng rồi. Đúng không nè? Người ngủ trước ngủ sau cũng có sao đâu. Ai mệt ngủ trước. Ngủ chung mới vui anh. Cái này ngủ chung giờ ngủ chung lấy gì vui. Ngủ rồi lấy gì vui. Sao dạ. Sao con? Thức dạ, chung mới con, vui con chứ. Con nghe anh nói về cái vấn đề giờ giấc là con cũng thấy thích á. Tại vì cái nguyên tắc con sống là con cũng kỷ luật. Là đi làm về tối về là dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, ăn uống xong xuôi hết là 10 giờ là con sẽ ngủ. Ví dụ như bữa nào con trằn trọc về công việc hay gì kia thì con cỡ tầm 10 giờ rưỡi, 11 giờ không bao giờ con ngủ khuya. Bây giờ người ta nói là ngủ khuya quá là bị stress nhiều và sẽ bị mập ra giống như chị. Tôi mập không phải là tôi ăn nhiều đâu Linh nè, tại vì tôi hay ngủ khuya đó. Tôi nói cho Linh biết, Linh đừng có cười. Đi ra đây biểu coi. Đi ra đây. Có hỏi han gì nhà gái tôi nữa không nè, để giờ nói về cái gọi là gì, cái gu của hai bên nè, để qua coi nhà đây. Gái coi sao đáng yêu. Dạ con chào chú. Chào con. Thôi cao rồi nha đó. Dạ. Người dày thon thả đẹp gái dày mà biểu là tự ti về dáng vóc là sao con rồi nghe về tôi nói. Trời, phụ nữ không có phụ nữ nào xấu cả, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Mình làm đẹp giờ dễ mà con, đủ thứ cách làm đẹp hết mà, đừng có lo điều đó chứ. Không ai xấu hết trơn á, thấy không? Chú đó xấu quắc luôn mà chú còn mặc đồ, chú còn tút tút lên chú còn được. Không, không có chú, cái này là ví dụ như mà ai xấu cái người ta đi phẫu thuật thẩm mỹ mà con nghèo quá, con đâu có tiền đâu. Dạ, rồi, làm bây giờ này như con vậy con muốn thẩm mỹ cái gì con nói con nghe coi. Giờ như con vậy là con muốn thẩm mỹ cái gì? Có cô dân thì có thẩm mỹ chút thôi chứ. Tôi thẩm mỹ chỗ nào tôi quánh đâu bây giờ nha. Ông nói tôi nghe coi. Chỗ nào chỉ? Phải đi thẩm chỉ mỹ liền chứ. Tức quá mọi người cho Vân một phút thôi, chỉ liền. Đi chỗ nào? Đi giảm cân chút á. Giảm cân thì đúng. À, giảm cân mà không giảm được. Được. Thẩm mỹ viện bó tay. Có. Bữa Linh đi hút rồi. Hả? Linh đó hả? À, xạo. Có. Có không? Có hút rồi. Ôi Vân dám hút đau lắm. Bữa hút 5kg thịt đó. Ôi mệt quá. Nè bé, dạ. Con nói đi, con nói cái mẫu hình lý tưởng của con muốn. À, con thích bạn trai là chững chạc, trầm tính, ổn định. Một người sống biết quan tâm tới mọi người, có đạo đức. Và đặc biệt là coi trọng gia đình, coi trọng đối phương. Khi mà yêu là phải có sự chân thành, không có dối gạt
đối phương của mình. Ừ. Hình dáng sao nè? Hình dáng thì đẹp trai giống ai nè? Con thì con không có cần bạn trai phải đẹp trai lắm đâu. Nói chung là nhìn khuôn mặt sáng sủa gọn gàng. Tóc tai thì đừng có hối quá. Con cũng không có ý gì đó chú, mà tóc như chú là được rồi. Con không có kiểu như hối mà hối quá luôn á chú, là không có tóc luôn á là con không thích. Chú mới cấy á con. Dạ. Không, chú cũng hối dữ lắm luôn. Chiều cao thì cao hơn con một xíu là được, con cỡ 1m58 thôi. Tại nhìn con ốm nên nó gọn. Con 1m58 phải không? Dạ. Rồi. Rồi không có quá ốm. Nói chung là người vừa vặn ok là được. Ốm không lo. Bí quyết hồi xưa của dân cũng ốm vậy đó. Hồi xưa cô dân cũng ốm. Con yên tâm đi, con cứ ngủ 10 giờ tối là ok giờ. Đừng có thức khuya là được rồi. Thức khuya 12 cô là đấy. Cái bản tính, cứ là cái tính chất nghề nghiệp của cô là buộc lòng phải thức khuya. Cô thức tới 2-3 giờ khuya không thành có con. Thành ra cô bị stress nhiều quá. Cô mập thôi chứ không gì đó. Dạ. Cô thức khuya cái cô hay ăn đi, nhiều lắm. Hỏi bên kia đi. Làm như mình ốm lắm vậy đó. Nghe bảnh nói dễ thương không? Dạ. Đấy, mong muốn bên đó đàn trai đáp ứng khoảng bao nhiêu phần trăm? Em thấy là cái bạn nữ cái yêu cầu là cao trung bình thôi, thì em với chiều cao 1m63 em tự tin là đạt được. Ok rồi, ok. Bên đây 1m58 nha. Và thì nãy như nói là em ngoài những cái ưu điểm là đúng giờ ra thì em cũng là một người rất là quan tâm đến gia đình. Tại vì em bố là một người rất là yêu điện ảnh mà anh chắc anh biết cái phim Godfather bố già đúng không ạ? Rồi. Dạ. Yeah. Thì trong đó có một câu nói rất là nổi tiếng, đó là một người đàn ông mà không dành thời gian cho gia đình thì đó không phải là một người đàn ông đích thực. Đó, thì em luôn lấy đó là làm phương châm sống cho mình. Phải dành thời gian cho gia đình đúng không? Đúng. Được. Đúng rồi. Câu này được. Và cũng như là như hồi nãy em nói là em từng sống trong ngũ rồi, cho nên những cái việc như là nấu ăn thì cơ bản, với lại giặt giũ hay là chuyện nhỏ, đúng chuyện nhỏ. Dạ. Anh cũng đi nhà toilet rồi dọn nhà hốt rác hoài. Những cái chuyện đó em không hề ngại. Ừ, chuyện đó bình thường, chuyện hàng ngày mà. Nhưng mà cái nãy cô nói gì không thích thôi hói gì đó. Đầu em hơi hói tí. Nói chung là tóc em hơi ít tí. Không biết bạn nữ có chịu không ạ? Không sao đâu, yên tâm. Dạ. Có massage rồi, yên tâm. Lên, bây giờ hỏi bên đó cái hình ảnh lý tưởng của bạn bên đó là mẫu như thế nào? Mẫu hình lý tưởng của em sao? Dạ thì mẫu hình lý tưởng của em thì xinh xắn, dễ thương thì như những bạn nam khác thì cũng muốn như vậy thôi. Vậy thôi đúng không? Nhưng mà có hai cái điều em cần nhất. Đó là thì như em nghe bên bạn nữ nói là một trong hai điều đã đạt được, đó là quan tâm đến gia đình rồi. Nhưng mà điều thứ hai em cần nữa đó là cực kỳ quan tâm đến sức khỏe của mình. Tại vì có bạn em hay nói ấy, khi mà người ta có sức khỏe thì người ta rất mong muốn rất nhiều thứ. Nhưng mà khi người ta lại không khỏe rồi thì người ta chỉ mong ước một điều, đó là có sức khỏe. Đúng thôi. Đúng rồi. Đó. Anh giờ cũng vậy đó. Anh giờ chỉ mong muốn điều nên thôi. Em không cần là bạn tập gym hay là cái gì đó. Không chỉ... được, hoàng khoan tập gym thôi. Dạ. Từ tập gym là người ngồi kế bên thôi. Ha? Không, bạn từ từ tập gym đi. Chú cứ kẹo cô hoài. Làm như cái thú vui cuộc đời của ổng vậy. Tôi mà có đi tập thì ông cũng phải ráng đi tập theo tôi. Chứ ông cũng có hơn gì tôi đâu ha. Cũng không, nhưng mà nhìn ngày nào mà chú nhìn cà cô khịa. Cũng phụng danh phúc hậu mà đâu có hậu phải đẹp đâu, mà ai nói đâu. Dạ. Chú ngày nào cũng cà khịa cô dân chú ngủ cũng được. Vậy đó, kiểu vậy đó. Nói chung là không sao, giữa cô chú thì cà khịa nhau hàng ngày mà. Nhiều khi chú vô đây cô không dám la, chứ vô kia mắng chú cho nó nước mắt rơi lạ chả luôn con. Trời sao chú yếu đuối quá vậy? Chú yếu đuối lắm. Trời ơi, chú là vũ nữ mà. Chú vũ nữ tùm lum hết con. Dạ. Nói chung là chú cũng gọi là yếu đuối, còn nhiều khi mình cảm giác mình còn yếu đuối hơn phụ nữ. Chú cũng dễ khóc. Phụ dân la chú ngồi khóc à. Thôi đừng có đổ tiếng quan cho tôi. Cưng ơi. Dạ. Cưng muốn cái người phụ nữ của mình xinh xắn giống như ai nào, có hình mẫu lý tưởng gì không? Dạ, hình mẫu lý tưởng của em thì cũng không biết phải nói sao. Em chỉ biết là ngày xưa em rất là thích phim Hoàng Châu Cách Cách, nên chắc hình mẫu chắc giống như Triệu Vy. Tiểu Liên Tử. Nhưng mà thế nghĩ, em nghĩ thế chắc hơi cao. Cao quá. Dạ, cao, quá. Cao quá. Cao quá. Tức là phải mắt to ư? Triệu đô đi. Không Triệu Vy được, Triệu đô được không? Cưng thích người phụ nữ mắt to à, hay sao mà thích như Triệu Vy? Dạ, hay là thích tính cách giống như cô Triệu Vy thôi? À, nói chung là nói là thích diễn viên vậy thôi, nhưng mà em cũng mong muốn là bạn nữ bên kia thì mang những nét đẹp của người phụ nữ áo đông, thì nhuộm tóc cũng được, mà tóc đen thì càng tốt.
Em nói đen đúng. Nè. Thế là tốt quá rồi ạ. Dạ. Tốt quá rồi ha. Dạ. Dạ. Rồi, bây giờ hôm nay gia đình đi. Em gái đi với ai? Dạ con cũng chia sẻ luôn là hôm nay là nhà con có đám cưới của anh trai con. Trời ơi, nhưng mà vì cái duyên đến đây là em vì anh trai cho nên là em lỡ hết một ngày hôm nay. Là con chỉ đi với lại bạn của con là hai đứa bạn thân với lại chị đồng nghiệp. Rồi nhanh nhanh về đi rủ bạn trai đám cưới luôn cho dạ. Con. Đúng rồi, đi về đám cưới luôn. Dạ. Sẵn... Nếu mà hôm nay mà em trễ xe về là anh chở em về luôn đó nha. Đó, anh. Đó, về đám cưới luôn nha. Thôi, em gái, em xem thế nào? Dạ, con xin chào chú Hường Linh và chào cô Hồng Vân. Dạ, xin chào Vinh đàn trai ạ. Thì nãy giờ theo như là con thấy thì trước tiên thì con xin nhận xét về bạn Trâm. Thì Trâm rất là một người rất là tốt bụng, vui vẻ và hòa đồng với bạn bè, mọi người xung quanh. Thì theo như tiêu chuẩn của Trâm thì anh trai ở đây rất là khá là phù hợp rồi. Tại vì Trâm rất thích là những người mà đi làm việc trong nhà nước. Dạ. Thì nếu được thì mong hai bên sẽ cho nhau cơ hội. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, ok. Em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn thân từ hồi nhỏ. Thân dạ. Từ nhỏ luôn hả? Dạ. Chào anh Nguyễn Linh với chị Hồng Vân. Em chào anh. Mình xin nhận xét về bạn. Bạn có một cái giọng nói rất là đáng yêu. Hoàng Châu Cách Cách đúng không? Giọng nói của Hoàng Châu Cách Cách đó. Rất là ngọt. Và những gì mà bạn yêu cầu với hình mẫu bạn trai lý tưởng á, là mình là bạn của Nghĩa cũng đã hơn 10 năm rồi. Dạ. Thì bạn Tả giống như là bạn Tả bạn Nghĩa luôn rồi đó. Thì Duyên đã đem hai bạn tới chương trình này rồi. Thì mình có thể cùng nhau đi thêm một chút nữa để xem mình có hợp với nhau hay không. Mà hy vọng là hai bạn sẽ hợp với nhau. Mình nhận xét là như vậy. Trời hay quá. Tức là ông biết sao không? Tụi nó có duyên rồi. Bây giờ là thiếu nợ thôi. Đúng rồi. Ông con không mấy giờ cho bên tôi mượn chừng 10 triệu đi. Cho nó có nợ luôn đi. Ông ấy cho đi đại diện. Trăm luôn, trăm triệu luôn. Rồi vậy đi ha con ha, mượn nợ đi. Rồi giờ kéo rào lên xong. Kéo rào luôn đi. Rồi mượn cho nó có nợ luôn. Mở rào. Quay đi. Cái ghế có xoay được không con? Dạ, em chào anh. Dạ, anh có món quà tặng em. Dạ, dạ, em cảm ơn. Em cũng có một món quà tặng anh. Sao tặng bông hồng xanh vậy Nghĩa? Dạ, tiếng em sẽ giải thích ạ. Ừ, giải thích luôn đi. Hai đứa cùng giải thích luôn đi nè. Dạ. Nhận quà nhau rồi giải thích luôn. Dạ, theo quan niệm của nước ngoài ấy, thì màu hoa hồng xanh ấy là đại diện cho sự yên bình và sự vĩnh cửu. Thì đây cũng như, giống như là nó đại diện cho một cái tình bạn. Trước hết là tình bạn và cũng như là sau này là tình yêu. Nó cũng trường tồn với vĩnh cửu, vĩnh cửu như vậy. Bông hoa như thế này. Dạ. Rồi nhận đi con. Dạ, dạ. Em để đây nha. À, em tặng anh một cái túi đeo thời trang để khi mà anh đi chơi á, là anh đeo cái túi này mình có thể để điện thoại hoặc là các giấy tờ tùy thân của mình trong đó. Rồi, cảm ơn em nhiều. Dạ. Rồi, cất quà đi Nghĩa. Dạ. Rồi, hai đứa ngồi nói cái cảm nhận về nhau đi. Mở rào ra thấy thì sao? Có giống như là mình tưởng tượng không? Dạ, bạn, em nói trước ạ. Thì em cảm thấy bạn nữ là rất là một người rất là dịu dàng, nhẹ nhàng. Dạ, em cảm ơn. Anh không biết là em có thích chụp ảnh không ạ? Dạ, em thích chụp ảnh mà trước giờ không có ai đi theo chụp. Tại vì ngoài nghề chính của anh ra thì anh cũng là một người rất là đam mê nhiếp ảnh. Dạ. Thì được thì hãy làm mẫu ảnh cho anh. Về đội của anh. Dạ. Về đội của anh. Dạ. Thì, ngoài cái sở thích nhiếp ảnh thì anh cũng rất là thích nuôi động vật. Và dạ. Một trong những cái điểm yếu của anh là rất là sợ những thứ dễ thương. Nói chung mình đang nóng như thế nào tự nhiên gặp một chú chó con thì chú mèo con là mềm nhũn hết. Vậy là cái điểm đó em cũng thấy giống em rồi. Tại em cũng thích động vật lắm, đặc biệt là chó mèo á. Em thích lắm. Nhà ở quê thì em có nuôi chó, nuôi mèo. Nhưng mà ở trong này thì không có được phép nuôi. Nếu mà mai mốt ví dụ như em về nhà anh thì anh cho em nuôi nha. Thì nhà anh cũng đang nuôi một con cún ấy, em. Dạ, dạ. Nói chuyện tình yêu đi. Thì ta tự này hồi qua nãy nói em qua cái có kia. Em có nghe anh chia sẻ là lúc trước mình có tham gia vào quân đội hả anh? Lúc trước là mình đi công an chứ không phải là quân đội. À dạ. Tại vì công an đi có 2 năm thôi, còn mình đi tới 3 năm lận. Dạ. Thì nhà em thì cũng có truyền thống về gia đình cách mạng á. Dạ. Nên là em thấy cái điểm đó thì em cũng thích.
Dạ. Dạ. Hẹn hò sao nè, hai đứa hẹn hò sao? Thì anh hiện tại là đang ở đâu ạ? À? Anh thì ở quận Tân Phú. Em cũng ở Tân Phú luôn, anh ở đường nào với anh? Thổ Địa rồi. Dạ. Anh ở đường nào? Anh ở ngay gần Eon Môn ấy. Eon đi Môn bộ à? Ngày nào bên bờ bao Tân Thắng hả anh? Đúng rồi em. À, dạ, ngày em nào hầu như sáng nào cũng 5 giờ dậy là chạy vòng vòng mấy quanh đó cho nó đủ mấy km rồi về vậy, đi làm. Vậy bữa nào anh chạy vòng vòng anh chạy tới anh gọi em dậy để em đi làm. Rồi anh sẽ rủ em. Nếu em dậy sớm được. Dạ. Có câu hỏi nào muốn hỏi em không? Thì em gia đình em ba mấy người? Gia đình em thì có 6 anh chị em. Em là con út. Thì đã chỉ còn má của em thôi. Ba em cũng mất cách đây cũng 5-6 năm rồi. Thì về điểm đó cũng giống anh. Tại vì anh cũng là người mất ba sớm. Hiện tại thì đang sống với lại mẹ và em trai anh. Là mình sống ở đâu anh? Anh nhà vừa nãy nói là nhà anh ngay gần em như một đó. Dạ. Ý là sống chung với mẹ với em luôn. Dạ, đúng đó ạ. Phải không? Ừ. Dạ. Em trai của anh hả? Ừ, em trai anh. Dạ. Thì nãy là anh Quyền Linh nói anh là điểm mạnh, điểm yếu. Thì anh đã nói về điểm mạnh với cũng như sở thích của anh rồi. Nhưng mà anh chưa có nói điểm yếu của anh. Thì em có muốn nghe điểm yếu của anh không? Dạ, anh tại cứ vì nói... điểm yếu của anh rất là nhiều. Anh cứ nói đi, em nghe, em sẵn sàng lắng nghe. Điểm yếu chí mạng đầu tiên nhất của anh ấy, đó là sợ gián. Sợ gián. Nó có một cái gắn liền với một câu chuyện như thế này. Một cái đó là một câu chuyện buồn. Thì đó là vào một năm 2011. Thì trong lúc đang tắm. Thì lúc đó là nhà anh là chưa có xây xong. Thì phải ở một cái ngôi nhà gần đó để mà chờ trong cái quá trình thi công đấy. Thì ấy, thì mà khổ cái ngôi nhà đó thì nó cái cống nó hơi sập sệ tí cho nên gián nó lên rất nhiều. Thì đang tắm thì con gián nó bay vô người thì coi như là tông cửa chạy ra luôn. Coi như là lúc đó là không còn gì để mất mà cũng mất luôn những gì đang có. Là tại vì cái sự cố đó mà anh sợ gián luôn hả anh? Không, sợ gián từ nhỏ em. Anh yên tâm đi, em không có sợ gián, em mà thấy gián em sẽ đập rồi, nó luôn. Giết dùm anh cái. Dạ. Với lại điểm yếu của anh thứ hai là anh khá là dễ bị xúc động trước một số thứ. Thì có anh cũng có thể liệt kê một số ví dụ như là nhiều thứ cũng làm anh cũng dễ xúc động lắm. Ví dụ như là một tập của chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Hay như là một tựa anh chơi một tựa game, nhưng mà ở đó là tựa game đó là do một người bố làm về đứa con trai bị ung thư trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, giống như một câu chuyện của để lại. Rồi hoặc là bản thân anh là một người làm báo cho nên có những câu chuyện buổi sáng đọc những cái mảnh đời mà mình vô tình đọc được ấy thì nhiều khi đọc xong thấy cái khóe mắt mình đó, lúc nào cay lúc nào chả hay luôn. Tức là ý là em hay xúc động và hay rơi nước mắt với những cái hoàn cảnh như vậy đúng không? Những cái câu chuyện mà nhân văn ấy, mang tính cái nhân đó tốt chị. Mà cái đó đâu phải là điểm yếu. Cái người đàn ông ngồi sau lưng em khóc còn nhiều hơn em nữa. Anh ấy khóc rất nhiều. Thật ra là em cũng thấy anh có nhiều cái điểm tương đồng với em. Em là em thấy cái gì mà xúc cảm á là em cũng khóc nữa. Ví dụ như có nhiều khi em coi những cái bộ phim mà cảm động em cũng nằm em khóc một mình. Hồi nhỏ là cái đó là tức là em khóc mà em sợ người ta nói là ủa cái chuyện đó đâu có gì đâu mà mình lại khóc. Nhưng mà em không hiểu sao tự nhiên cái nước mắt em nó khóc nó chảy vậy đó. Bây giờ nghe hai đứa nói anh muốn khóc luôn. Nhưng mà em cứ yên tâm là do là đã có quá trình công tác trong quân ngũ rồi cho nên những thứ nào đó mà nó đe dọa em là anh sẽ bảo vệ hết. Em cứ yên tâm. Thì đó thì em ngon á, em viết dán giùm nó đi. Em vượt cái đó lên em trên được. Trời ơi. Đàn ông bảo vệ phụ nữ không, mà cái dán này, không bảo vệ được. Cái này nó có gọi là một cái sự bù trừ á chú. Giống như là anh sợ dán thì con không sợ dán, con sẽ đập dán giùm anh. Thôi được rồi. Dạ. Bây giờ nè, hai đứa bàn thí dụ như tiến tới hôn nhân thì mình ở đâu, mình phát triển kinh tế thì sao, rồi quan điểm về con trai con gái thế nào ha, rồi tiền bạc ai giữ. Với em thì em rất đơn giản thôi. Hầu như là những người bạn mà quen em từ trước đến giờ thì đều là biết là em đi làm là có bao nhiêu là đưa cho nhà hết. Nhiều khi là tháng anh cũng chi tiêu rất là không phải nói là tiết kiệm hay tằn tiện gì, nhưng mà anh tháng anh thấy chi tiêu khoảng 400-500 nghìn là đủ rồi. Anh không cần điều gì khác. Tại vì anh là không cờ bạc không có, rượu chè cũng không.
gái gú lại càng không nữa, thuốc lá cũng không luôn. Cho nên mình đỡ được mấy cái đó nên nó không có tốn kém bao nhiêu. Thì có mỗi cái là tiền đầu tư vô mấy ảnh này nọ thì nó hơi, cái bộ môn đó thì nó hơi tốn kém một tí. Cho nên mong nếu em sau này em thấy thì cũng mong em thông cảm một phần. Tiền nó còn tốn không mấy cái kia. Cái này thì anh yên tâm đi, em nghĩ là em quản lý tài chính tốt á. Nhưng mà không có đến mức gọi là tính toán quá đâu em. Ví dụ như mỗi người đều có một cái khoản chi riêng thì em sẽ cho anh một cái khoản nào đó, rồi anh có chi cái gì thì anh cứ nói với em, chứ em không có quá chi ly về cái vấn đề tài chính. Anh cũng đồng ý, tại vì những có những vấn đề gì ấy, thì mình nên là có sự đồng thuận từ cả hai phía thì nó sẽ hay hơn. Rồi con cái sao, quan điểm con trai con gái, sinh mấy đứa? Con em thì rất là thích có con gái cho nên nhưng mà thôi, trời kêu ai nấy dạ thì con trai con gái cũng được. Dạ, em cũng nghĩ là con cái là do cái duyên ông trời cho mình sao thì mình nhận như vậy thôi. Mấy đứa? Anh thích mấy đứa? Dạ thì tùy vào hoàn cảnh lúc đó. Thường thì em thích con gái rượu, con gái độc nhất thì cưng cho nó dễ. Không nên hai đứa, chứ một đứa nó buồn á. Nó phải có chị em nó chơi với nhau. Anh cũng muốn hỏi thêm em một cái nữa thì ngoài cái vụ chuyện mà chụp ảnh này nọ ấy, thì em có thích đi du lịch không? Dạ thích. Tại vì anh hiện tại anh làm ở công việc này, anh cũng được hay được đi đây đi đó. Và từ cái kể từ hồi mà anh có được cái chiếc máy ảnh đầu tiên của mình đến giờ là anh cũng xác định là sau này anh cũng muốn làm một travel blogger du lịch, để mình đi có thể phóng tầm mắt ra ngoài thế giới và học hỏi những điều mới và kể lại những câu chuyện đó cho tất cả, chia sẻ cho tất cả mọi người. Thì em có muốn tham gia với anh về điều đó không? Nếu sau này anh làm, nếu anh rủ em thì em sẵn sàng tham gia thôi, không có gì ngại hay hết. Hay quá. Rồi bây giờ nào, Nghĩa đứng lên ha. Em tới nắm tay bạn gái đứng lên, hát tặng bạn gái một vài hát nào đó tình cảm coi. Nắm tay bạn gái. Dạ thôi em cứ ngồi đi. Không nắm không cái mày. Nắm tay cho người ta trao nhau cảm xúc nữa. Ngoài cái chuyện ta nói chuyện mình còn trao nhau cảm xúc nữa, đứng lên đi em gái. Dạ. Nắm tay vô hai, nắm hai tay hai bên. Đúng rồi đó, nhìn thẳng vào mắt nhau. Đó lúc thì này là... đây là một cái bài hát mà một người em gái của anh đã đi bây giờ đi nước ngoài rồi. Thì dạy lại cho anh, nói sau này là hãy hát cho người mà anh yêu. Thì bây giờ mong là cũng sau này là người em gái đó là cũng coi chương trình này, cũng thấy anh hát cái bài này thì cũng nhớ lại kỷ niệm năm xưa. Thì đây là một bài hát tiếng Anh. Thì bài có tựa đề là Modern Words. Thì ý nghĩa của nó là tình yêu thì cần hơn những lời nói. Và hãy nói, hãy hành động nhiều hơn. Chứ đừng nói quá nhiều. Đi con, mình không nói được chưa. Mình đáp lại liền con. Chắc con ngồi ghế con hát. Cũng được. Con muốn đứng muốn ngồi gì tùy con, làm sao con thoải mái nhất để con show up được mình à. Em hát cho anh một đoạn của bài Biển Tình. Rồi ok. Dạ, cũng như tặng cho tất cả mọi người ở đây và tất cả quý vị khán giả luôn. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bò chan theo từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Em hát như đó thôi, giọng em lên cao không nổi. Rồi. Bây giờ mình đã hết thời gian rồi ha. Chúng ta bắt đầu để tay mình nút bấm đi các bạn. Nãy giờ mình đã trao đổi với nhau, trao nhau những cái cảm xúc ban đầu, trao nhau ánh mắt, trao nhau những cái lời nói và được nghe ý kiến từ hai bên gia đình rồi. Bây giờ mình nhắm mắt lại, chúng ta có 30 giây để cảm nhận, tổng hợp tất cả những gì nãy giờ, xem thật sự đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Đây có phải là một nửa mảnh ghép mà mình đang hướng tới hay không? Và kiểm tra lại mình có loạn nhịp từ trái tim không? Tim mình đập thế nào? Nếu đúng có những điều đó, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút ngay. Còn nếu không, hãy nhường nút bấm nó cho nhiều người khác. Mà đã bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Trời, nó bấm đều dễ sợ luôn. Bấm bật hai cái luôn, ghê thiệt. Đỏ cùng một lúc luôn. Rồi.
Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau đi. Đó, hai cái nắm tay đầu tiên luôn á. Bây giờ là chúng ta hãy nói gì với người nhà của bạn gái, hứa gì đó ha. Dạ. Em xin hứa với mấy chị là thực ra là mình nói với bố mẹ, mẹ của em ở quê, mẹ ở quê kìa, mẹ đang xem truyền hình đó. Em con gặp Trâm ở đây là một cái duyên, thì khi mà mình đã quyết định cả hai cùng bấm nút rồi thì em cũng hy vọng, con cũng hy vọng là sẽ cho Trâm không phải khổ đau gì hết, sẽ bảo vệ Trâm mọi trước mọi thứ. Ngoài trừ có con gián. Dạ, đúng rồi, trừ gián. Chắc em nghĩ có thêm gì nữa. Bây giờ Trâm nói với ba mẹ của bạn đi, là con sẽ bảo vệ ảnh khỏi những cái con gián chích tiệt. Ví dụ vậy, con nói đi con. Dạ, con cũng xin nói với lại mẹ của anh là ví dụ như anh có sợ gián thì con sẽ đứng ra con đập gián để bảo vệ anh, nhưng mà bù lại là anh bảo vệ con khỏi mọi giông tố của cuộc đời người kia. Rồi hay quá. Con cũng hy vọng là hai đứa tụi con sẽ đi xa hơn và tiến tới hôn nhân lâu dài. Rồi giờ có rủ anh về đám cưới anh trai luôn không? Nếu mà anh sẵn sàng thì chút nữa anh chở em về luôn nha. Trời ơi, ngon. Vậy là vô rồi đó. Vô. Đợi về đám cưới xong ra mắt luôn. Đậm đà luôn. Đúng rồi. Rồi bây giờ... Không. Cái hôm đầu tiên. Hôn nhớ tay nhớ được. Cái hôm đầu tiên. Em xin phép là hôn tay thôi ạ. Không, cái này nó, cái vấn đề ở đây là mình sống và làm việc theo pháp luật. Dạ. Theo hiến pháp và pháp luật. Ở đâu nó cũng có cái luật lệ của nơi đó, cho nên rằng phép vua thua lệ làng. Nào, hai ba nào, cái hôm đầu tiên nào. Đó, dễ thương vậy thôi chứ muốn gì nữa giờ. Nghe cái chuột. Chú nghe có ghẹo. Nghe âm thanh nó trong veo luôn. Được rồi, hai bạn dễ thương lắm ha. Chúc cho hai bạn thật nhiều may mắn. Chúc cho hai bạn sớm sẽ hiểu nhau, sẽ yêu nhau trọn cuộc đời nha. Hoa hồng xanh sẽ thành hoa hồng đỏ nè. Đây là những món quà dành cho hai bạn đây. Dạ cưng. Nãy em gái nó không thích hói đúng không? Dạ. Đừng lo, có này lo. Đây là mắc hai viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Nè. Đó, hai đứa mỗi đứa tối, nhưng mà có gì về đưa cho nó hết luôn đi. Dạ, cho anh hết luôn, chứ em tóc nhiều lắm. Nhìn cái đầu em lại hiểu rồi. Dồn cho một bên luôn đi. Chú lấy không cho chú luôn. Thôi chú luôn à. Dạ, rồi. Khỏi cần chú cấy. Cảm ơn con, chú cấy xuống. Chú xin tóc của Hồng dân chú cấy. Đây, hai cái nón bảo hiểm. Cưng Hồng đó, đi du lịch nha. Đi cái gì đó, đi gì? Đúng rồi. Chụp hình hả? Chụp hình. Đi chụp hình đó. Dạ. Rồi hai cái nón này không thấy mặt đứa nào luôn. Con thích màu hồng. Màu hồng. Màu vàng nổi lắm luôn á. Dạ. Nha. Dạ. Mai mặc nguyên bộ đồ vàng, nón vàng, quần vàng, áo như vàng. Quả chuối luôn. Như quả chuối luôn. Chụp mà bầu mẫu là. Đây là quà tặng của máy lọc không khí Toshiba gửi tặng các bạn. À, tốt lắm nè, đó. Đó. Quà tặng cho dược anh hai. Dược phẩm cùng gì ra với CD. Rồi, còn gì nữa không? Máy lọc không khí đó con. Dạ. Rồi hết. Nói đây nè. Đây là quà của hai đứa. Dạ dạ. Hãy giữ lấy tất cả những món quà này. Hãy giữ những tình cảm ban đầu. Hãy giữ lại những ấn tượng đó. Những ấn tượng đó sẽ không bao giờ quên theo năm tháng. Chúc hai em sẽ sớm hiểu nhau, yêu nhau và về chung một nhà. Dạ con cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn hai đứa nha. Đây, đi bên đây nè cưng. Em đi trước đi. Dạ. Lỡ nó có... Đỡ. Rồi đỡ xuống coi nè, đỡ xuống. Thôi chờ ta đi nè. Đi một nước luôn ạ. À. Vậy mà nó bảo vệ vượt qua giông tố. Nhớ bảo vệ bạn gái mong manh lắm nha, trừ khi có dáng không. Chị muốn lấy chồng chưa? Chị muốn lắm rồi đó chị. Lắm hả? Mơ mà em còn mơ lấy chồng nữa đó. Có mơ lấy chồng nữa hả? Có. Mơ là sao em? Mơ là bước vào nhà thờ nhưng mà cô dâu không phải là em. Thì đi dự đám cưới của bạn á. Bây giờ nếu được thì chị nào em đám cưới. Cái này phải do bạn bên kia. Nhưng mà em thích á, nếu mà để em chọn em cưới người ta là em muốn chị nào em cưới. Ngay bây giờ đi, ngay và luôn. Sao vậy? Hay vậy ha. Cái vụ này hay, lần đầu tiên tổ chức sân khấu trên đây luôn á, đám cưới luôn á. Em ơi, nhưng mà giờ em ơi, không dám kìa. Em trong giấc mơ em thấy chàng hoàng tử của em như thế nào, em có thể diễn tả được không? Em không thấy rõ mặt thì đã nói là đi đám cưới bạn thôi. Bước vô tới nhà thờ,
là mở ra là thấy cô dâu phải mình rồi, là coi như là giật mình thức dậy rồi, tức quá rồi chứ đâu có thấy mặt chú rể đâu. Không thấy mặt luôn hả? Có cái điều gì không thích ở chú rể nữa không, để qua coi luôn nè. Hết chưa? Dạ tôi nói vậy rồi. Vậy thôi đúng không? Có xăm mình không vậy? Xăm mình hay không em về em kiểm tra sao chị biết được. Để chị hỏi, nhưng mà nếu ta nói láo thì chị cũng bó tay. Dạ không? Chị xem kỹ nha, có cù lần không nha chị? Cù lần chị còn không biết con cù lần xuống ngàn sao. Lần sao? Chị không biết sao chị diễn tả em được. Qua con mặt anh trai đi. Chưa có bạn gái bên kia. Có rồi anh. Có rồi hả? Có rồi. Dạ, em xin giới thiệu, em là tên là Hoàng Phước Danh. Em đến từ Đồng Nai. Phước Danh hả? Phước Danh. Danh hả? Dạ đúng rồi. Em bao nhiêu tuổi Danh? Dạ em năm nay 31 tuổi. À, Danh làm nghề gì? Dạ, em làm bên kinh doanh đàn. Kinh doanh đàn? Dạ đúng rồi. Đàn gì em? Đàn guitar, đàn cổ. Đàn bà. Có đàn bà. Dạ không. Thôi Danh là quê ở đâu em? Dạ quê Đồng Nam, gốc ở Huế chị ơi. À, hiện tại bây giờ sinh sống ở Đồng Nai luôn hả? À, ở quận 8 chị. Quận 8? Dạ. À quê Đồng ở, nhưng mà là ở quận 8 luôn, còn Đồng Nai là giờ ai ở đó? À, nhà dưới có ba má ở. À dạ. Còn Huế là chỉ là gốc thôi đúng không? Dạ còn bà con ở đó nhiều lắm. À rồi, mời bạn gái giới thiệu. À, em chào anh Huyền Linh, chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Chào bạn anh bên kia rèm. À, em xin tự giới thiệu. Em cùng tên với cụ Phan Chu Trinh, chữ lót của chùa Phan Bội Châu và họ của cụ Lương Văn Cang. Dạ em chính là Lương Bội Trinh. Giỡn. Dạ em chào cụ. Dạ cụ là tên gì ạ? À? Dạ em tên Trinh ạ. À. Em tên Trinh. Dạ. Tên nhiêu tuổi? Dạ năm em 36 tuổi cộng 2. Đó là chuyện của cách đây có lẽ là 10 năm về sau ạ. À. Quê em ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn ạ. À, thì ở chỗ nào em? Dạ nói địa chỉ đúng không chị? À không, nói chỗ được rồi, địa chỉ người ta tới kiếm em. Dạ em ở quận 10. Quận 10, quận 8 là cách nhau xa không em? Dạ chắc không xa đâu, cách vào một cái hai cái cầu rồi chị. À, hai cái cầu, em tính luôn hả? Hai cầu hả? Cầu gì em? Cầu Nhị Thiên, à phải Nhị Thiên Đường. Đúng ra là em phải giới thiệu là quê em ở Cần Thơ, cách thành phố Hồ Chí Minh 180 cây. Dạ đó là nhà em ở Sài Gòn. Chị ngồi vậy biết em biết đen chi không em? Dạ. Thế chị vậy là em biết đen chi không? Chả hả chị? Giỡn vui thôi. À, 28 tuổi đúng không? Dạ. À, quê ở đâu quên nói vòng vòng rồi chị quên luôn rồi. Dạ em ở Sài Gòn quận 10. Ở Sài Gòn quận 10 là quê luôn? Góc dạ. Luôn? Dạ góc lên. Rồi 28 tuổi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh em thì em không có, nhưng mà điểm yếu thì hơi bị nhiều quá chị. Rồi điểm yếu gì đâu? À, thay thì em nói một vài điểm mạnh mà bạn bè em nói thôi chứ em cũng không biết có phải điểm mạnh của em hay không. Thì tính thì em tương đối vui vẻ, cởi mở. Nên nhiều khi bạn bè nói là hơi bị khùng đó. Em cũng tương đối thẳng thắn. Những bạn gì bè mà... em nói à, đây nãy giờ không ai nói trơn nha. Dạ bạn em hay dìm hàng em lắm. Ờ, thấy dễ thương vậy mà nói kỳ. Rồi gì nữa? Dạ. À, em tương đối thẳng thắn, cái những gì mà em không thích á thì em sẽ thể hiện ra mặt như vậy đó. Chứ em không có thích những cái người mà ai vua su nịnh rồi. Ừ. Dạ. Còn điểm yếu của em á thì nếu mà điểm mạnh của em là nói nhiều thì điểm yếu của em thì được coi là lắm lời. Em nói rất là nhiều. Ngoài ra thì tính của em á là thuộc dạng rất là nóng tính và cũng rất là khó tính. Vì vậy mới ế tới vợ đó chị. Anh bên kia có sợ gì chưa? Dạ, dạ không. Hả? Không sợ hả? Dạ, dạ không sợ gì. Không sợ hả? Dạ. Không sợ mình tiến lên luôn đi em. Với lại tật xấu của em á là cũng là ham ăn ham ngủ. Bình thường á nếu mà không có đi làm á, ở nhà ngày chủ nhật á em rất thích ngủ nướng. Ngủ tới mấy giờ? À, ngủ nhiều nhất là khoảng 8 giờ chiều ngủ tiếp. 8 giờ nướng cái gì? Vậy là nướng rồi, bình thường đi làm á là 5 giờ rưỡi là em phải dậy rồi đó. À, vậy hả? Chị thường như ngủ tới 11 giờ mà hỏi nói chị nướng chị la đó. Rồi, bạn trai bên đây. Dạ. Em có ưu điểm gì, khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn bên kia nghe luôn. Dạ, ưu điểm của em là biết nấu ăn. Biết nấu ăn? Dạ. Gì nữa? Không hút thuốc. À. Nhậu thì có nhậu nhưng mà cũng không có nhiều lắm. Anh nghĩ chắc em không nhậu nhiều đâu, nhìn là biết rồi. Dạ. Rồi, gì nữa? Thích khuyết điểm không? Dạ có. Khuyết điểm gì? Dạ hơi bị rụt rè trước đám đông. Đúng rồi, hơi rụt rè, nãy giờ ngồi bên đây rung lắm á nha. Rung không? Rung. Rồi sao nữa? Cũng
lúc cũng ít nói mà lúc gặp vui vui thì nói nhiều. Bây giờ thở đều coi, nó đỡ rung, bớt rung chưa? Dạ bớt. Bây giờ hát câu gì cho đỡ rung coi. Tụi ta hát xong người ta thoải mái liền à. Dạ không biết. Hả? Đại hát đại đi em, hát gì cho nó thoải mái. Thường mình rung mình hồi hộp gì mình hát cái nó hết à. Cười dễ thương ghê. Giống đầy ghê. Bạn em hả? Dễ thương hả? Mắc cỡ cái mặt. Ủa đỏ hát rồi chưa? Đó. Hả? Hát chưa? Đang chuẩn bị hát, đang mắc cỡ. Mặt đỏ hồng lên chứ. Hát đi em, hát đại cho nó vui à. 2, 3. Chẳng biết hát thật, hát rung hát được. Biết đọc thơ không? Không luôn hả? Rung quá, đọc rung quá hả? Em có mấy mối tình rồi? Dạ. Yêu nhất thức có một mối tình mà hồi đó có thương một người, cũng một người nữa là hai. Thương một người cũng không yêu lại? Có yêu nhưng mà nó không có sâu đậm. À, có yêu một người chính thức. Chính thức nó lớn lên chút xíu em ơi, nó dạ. Lớn lên. À, dạ, được một năm mấy. Tức là yêu chính thức năm mấy? Dạ. Lý do sao chia tay? À, lý do bạn ấy qua bị định cư. Qua định cư? Dạ. Ở bệnh luôn? Dạ đúng rồi. Rồi giờ có để ý ai nữa chưa? Dạ chưa, cũng có, nhưng có tìm hiểu đi chơi nhưng mà không có phù hợp nên không có... Rồi. Dạ. Coi như là có một mối tình một thôi mối đúng tình không? Đó. Dạ. Cũng ngắn lắm, không có dài. Bạn gái mình có bao nhiêu mối tình rồi em? Em có nhiều lắm nhưng mà mối tình chính thức thì chỉ có một mối tình thôi ạ. Một mối tình? Bao lâu rồi? Em quen được 2 năm. Quen được 2 năm thì lúc đó thì cũng do tuổi trẻ bồng bột mà nóng tính thì hai người hay cãi nhau. Với lại em quen anh đó là ở dưới quê thì em về dưới quê thì họ không có thích người thành phố lắm. Kiểu như là nói là em, thì hồi nãy em nói đó, điểm mạnh em thì không có nhiều mà điểm yếu thì rất là nhiều. Nghĩ là dân thành phố không có biết bếp núc nội trợ, nhưng thật sự thì cũng không phải không biết. Em thì nấu thì biết nấu mà quan trọng là có ăn được hay không thôi. Chị thì chị nghĩ ba cái chuyện đó nó dễ lắm, vấn đề mình có thích làm hay không thích làm thôi. Còn thích làm là được hết à, nấu lần lại cũng được thì đổ bỏ, tiếc tiền làm sao nấu được thôi. Đúng không? Chuyện mà vậy? Nấu cơm, nấu nước là cái chuyện có thiệt, cái vừa thiệt một tay bỏ túi, một tay vừa nấu còn được nữa. Vấn đề là ăn được hay không, đúng không? Mà ăn không được thì lần sau phải ăn được. Mình có muốn làm hay không thôi. Thì mấy mốt á, kêu cô lấy chồng về đó, nấu xong nó ăn đi, ăn không được đổ chó ăn. Rồi cuối cùng là vậy thôi, cái là chia tay đó hả? Thì cũng do tuổi trẻ bồng bột hay cãi nhau á, sau đó thì anh đó xuất khẩu lao động rồi thì tụi em cũng chia tay. Đi luôn? Ồ, dạ. Hai người này giống nhau, cái vụ là đối phương ăn ở sao mà đối phương đi luôn, không bao giờ trở lại. Được, hai người ở lại mình gặp nhau. Yên tâm, anh đi nấu ăn được mà đúng không? Dạ. Mấy bạn nấu ăn tốt đúng không? Dạ tốt. Vậy là khỏe rồi. Rồi. Thôi giờ mình nói điều gì sẽ giúp cho em tìm được tình yêu phù hợp như thế nào đó? Cái gì phù hợp? Cái mẫu người em muốn tìm như thế nào á? Nãy em gái nói quan trọng phù hợp gì đó. Dạ, mẫu người em thì cũng đơn giản lắm, nhưng cũng nhìn thì dễ thương chút xíu, không cần đẹp lắm đâu. Đẹp ở đầu ra. Nhưng mà anh ơi, em xấu lắm anh ơi. Không sao đó. Anh đây dễ thương lắm em. Hỏi đưa hình cho em coi à, biết liền à. Cho em coi liền đi anh. Hả? Được, hỏi đưa hình cho. Dễ thương lắm. Nói chuyện thì giọng nói, em thích giọng nói. Thích giọng nói rồi đúng không? Dạ. Giọng nói nghe. Nghe giọng nói thích rồi đó. Dạ. Gì nữa không em, có tiêu chuẩn gì nữa không? Nói gọn gọn đi, coi cái mẫu hình em giống ai cho dễ tưởng tượng đi. Vậy đi. Có mẫu người lý tưởng không? Mọi người lý tưởng thì không có nữa. Vậy bây giờ tôi làm ai cũng được phải không? Dạ. Dạ luôn hả? Dạ. Trời, đâu cần thiết mà ế mình mà xuống giá dữ vậy đâu trời. Sao dễ như vậy? Cao thấp gì đó, nước da trắng đen gì không? Da thì nhìn trắng trắng cũng được, đừng đen lá rồi. Trời, vậy mình nói sao cũng được. Không cần trắng lắm đâu. Nhìn... Bữa nay đen thù lùi à? Đen thù lùi rồi sao, rủ đen thù lùi làm sao? Thôi cũng được. Cũng được luôn. Thôi cái này dễ thiệt. Thôi vậy bạn gái đi. Mẫu người bạn trai cần tìm của em là như thế nào?
À, tại vì á, thì em hiện quá thấp nên em muốn mẫu bạn trai của em á, tại vì bạn trai thì sau này có khả năng sẽ là chồng, thì em mong muốn là cao từ 1m7 trở lên. Em cao nhiêu? Em cao có 1m5 rồi chị. Có 1m5 làm gì kiếm người 1m7 dữ vậy? Thì hồi đó em mơ ước được làm tiếp viên hàng không nhưng mà lùn quá, đi đăng ký dù ta đuổi ra. Nên sau này nếu như mà con cái em ra đời, em mong muốn nó được là nối nghiệp mẹ nó. Ít ra thì chiều cao của ba với mẹ cộng lại cũng phải được, con gái cũng được 1m6 đủ tiêu chuẩn. 1m5 cộng 1m7 là 1m6 mét mấy rồi? 1m5. 1m5 đây, 1m1 là 2m6 đúng rồi. Hỏi nữa. Ngoài chiều cao ra còn gì nữa không em? Thì không mập, không ốm, không hói, đầu chọc được, đầu chọc dễ thương. Không hói mà đầu chọc thì được. Dạ. Nếu như mà hói á thì cạo luôn đi, chứ đừng có để như vậy nhìn kỳ cục lắm. Không, cô này dễ. Tức quá trời chào em. Cô này cũng dễ dạ. Không hói mà đầu chọc được không? Được. Người ta hói người ta mới cạo chọc. Được. Có nhiều người không cạo anh ơi, nhìn vô duyên lắm, mẹ không thích. Sao vô duyên? Chứ em không có thích ăn thịt nữa nè, em không thích ăn thịt, nói chung là thịt nửa nạc nửa mỡ, em rất là sợ thịt nửa nạc nửa mỡ. Ủa hói là nửa nạc nửa mỡ hả? Thì cỡ cỡ vậy đó, em ví dụ đó anh. Trời đất ơi, mấy người hói cho thông minh lắm nha. Thì chịu hói mà. Hả? Nếu hói thì cạo trọc luôn đi, đừng có để mà chỗ có chỗ không nửa nạc nửa mỡ người ta khó chịu. À. Hiểu không? À vậy hả? Dạ. Tưởng đâu là chịu trọc không chịu hói chứ. Trời đất ơi, anh này dễ thương lắm, anh không có hói. Vậy được, em thích rồi đó. Bệnh trọc lóc đâu lại thấy gì hỏi. Đầu chọc dễ thương anh. Dạ. Ra ngoài đường á có gì nhìn ngầu lắm, có gì bảo vệ em được. Chứ em nhỏ con. Con này ngộ hay gu lạ. À gu lạ thiệt á. Anh này dễ thương lắm. Chúng anh đưa hình mẫu cho em coi. Đưa liền đi anh. Ở bên này có cái gì ghê điện lắm mà. Sao mà cứ đòi đưa hình. Con dễ thương lắm. Người ngồi bển đưa người coi mắt gì đưa hình. Dạ. Yêu cầu em còn gì nữa không? À dạ. Thì dạ, không có tính gia trưởng, không anh... có hút thuốc, em rất là dị ứng khói thuốc. Rồi anh này dễ thương hết. Bao luôn. Không có nhậu nhẹt, không có thuốc luôn, không gia trưởng luôn. Anh ngồi bển còn rung một trận. Với lại là anh phải có chính kiến. Với lại có một điều rằng là anh có hiền không? Anh thấy em hiền khô đã nói. Bây giờ ngồi rung ở bển á, nghe em nói mà rung một cặp bển á. Mà có cù lần không á? Cù lần là sao? Cù lần là sao trời? Anh biết con cù lần không? Nhìn rất là dễ thương, rất là hiền, nhưng mà cứ gặp người đó là cứ che mặt xấu hổ vậy nè. Ở đây cũng xấu hổ rồi đó. Cái gì hả? Mà không phải cù lần. Vậy hả? Không giống cù lần, giống con khác. Con gì? Chứ con gì anh? Thì giúp anh đưa hình cho con. Nữa. Anh cứ dụ em hoài à, đưa liền vậy đi. Vậy nó mới bí ẩn chứ. Không. Rồi thôi được, anh thấy em cũng cá tính đó nha. Bây giờ chị hỏi nè, bây giờ muốn lấy chồng chưa? Trời muốn lắm rồi đó chị. Muốn lắm hả? Mơ mà em còn mơ lấy chồng nữa đó. Có mơ lấy chồng nữa hả? Có. Mơ được... sao em? Mơ là bước vào nhà thờ nhưng mà cô dâu phải là em. Thì đi dự đám cưới của bạn. Bây giờ nếu được thì chừng nào em đám cưới? Cái này phải do bạn bên kia. Nhưng mà em thích á, nếu mà để em chọn em cưới người ta là em muốn chừng nào em cưới? Ngay bây giờ, ngay và luôn. Sao chị? Hay vậy nha. Cái vụ này hay, lần đầu tiên tổ chức sân khấu trên đây luôn á, đám cưới luôn á. Em ơi, dạ. Nhưng mà giờ em gái kia kìa. Em trong giấc mơ em thấy chàng hoàng tử của em như thế nào, em có thể diễn tả được không? Em không thấy rõ mặt thì đã nói là đi đám cưới bạn thôi. Bước vô tới nhà thờ là mở ra là thấy cô dâu phải mình rồi, là coi như là giật mình thức dậy rồi, tức quá rồi. Chứ đâu có thấy mặt chú rể đâu. Không thấy mặt luôn hả? Có cái điều gì không thích ở chú rể nữa không? Để qua coi luôn nè. Thì... hết chưa? Dạ, tương đối vậy rồi chị. Vậy thôi đúng không? Có xăm mình không vậy? Xăm mình hay không em về em kiểm tra sao chị biết được. Để chị hỏi, nhưng mà nếu người ta nói láo thì chị cũng bó tay. Dạ. Thấy không? Chị xem kỹ nha, có cù lần không nha chị? Cù lần chị còn không biết con cù lần xuống ngang sao. Cù lần sao? Chị không biết sao chị diễn tả em được. Qua con mặt anh trai đi. Trời ơi, nè. Thôi kìa. Hả? Làm gì bấu miếu gì dữ vậy? Trời thiệt lắm. Đứng lên coi. Mặt đỏ hết trơn rồi đâu. Này cao mét nhiêu? Dạ mét 68. 68 hả? Dạ. Chắc không? Dạ chắc. Nó lùn vậy? Đã đo rồi. Dễ thương lắm à. Cù gì đây? Mắt có duyên lắm á, à. Giống Pikachu á. Làm gì rung dữ vậy trời? Cái gì mà thở dữ vậy? Hồi nãy má ửng đỏ luôn á em. Thôi, đi. Ngồi xuống đi, để rung quá, ngồi xuống. Mất cỡ từ nghiệp ta. Chưa nói gì hết trơn, tôi có ăn thịt ăn cá gì mấy người đâu trời ơi. Chị nào lấy vợ được em?
Dạ. Năm này năm sau vẫn được. Năm này năm sau lấy luôn bây giờ bữa nay được không? Dạ được. Rồi lấy vợ về ở đâu em? Ở bên quận 8. Quận 8? Dạ. Mình đó là nhà ai đó? Ở đó mình thuê nhà làm. Làm dạ. Gì em? Dạ đàn guitar, đàn cổ rồi. Bán đàn hay dạy đàn? Dạ kinh doanh đàn. À, dạ. Vừa có biết đàn không? Biết chút chút. Có thích đàn không? Đâu. Gài mà không được, không thích đàn. Dạ. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Đừng có dữ quá. Đừng cái gì? Đừng có dữ quá. Nhà dữ. Em đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Dạ rồi. Chuẩn bị được cái gì rồi? Cây đàn đó. Hả? Dạ cũng có chút chút đám cưới sao. Ngồi đó. Mạnh mẽ lên coi, cổ không có thích cù lần. Em không có được để hai cái tay tím tím này ngồi hiên ngang lên. Đó, ngồi rồi chống lên rồi thoải mái lên coi, để ngồi cổ không chịu nữa. Mày vô tôi vẽ hai vết son là giống như Pikachu luôn. Mình có phải làm dâu gì không em? Nếu lấy vợ về có làm dâu ba mẹ mình gì không? Hay là hai đứa sống riêng? Sống riêng chung nhận được hết. Ba mẹ em đang ở đâu? Dạ đứa Đồng Nai. Ở Đồng Nai. Nhưng mà mình lập nghiệp Sài Gòn mà đúng không? Dạ. Dự định tương lai mình là như thế nào? Dạ tùy bằng nữ kia. Sao lại tùy bằng nữ? Mình phải thích, có chính kiến chứ. Thích ở đâu ở đó, nhưng em thì ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn? Dạ. Mạnh mẽ lên, mình phải có ý của mình. Dạ. Ha. Có hình gì đâu, nãy nói đưa hình gì cho bạn gái coi đó. Nè hình này nè. Con này con gì? Cụ lần chắc. Ủa anh biết con này gì nữa em? Dạ con Pikachu. Nó dễ thương vậy đó. Hồi nãy hai con má đỏ lên nè. Quẹt đi chang luôn. Không mà con Pikachu nó vậy. Còn con cụ lần là nó vậy. Đúng không? Cụ lần nó khác. Pikachu dễ thương hơn nhiều. Hiền quá em. Hiền chị không biết đó. Phải cù không, chị không biết. Mà hiền lắm, hai tay bốn chân vậy nè. Không, đó. Đây dễ thương lắm mà nha. Hiền bên đàn trai hơi bị ngon ha. Để đi lấy về dễ ăn hiếp em. Em tính định rồi. Nhưng mà chỉ có được một mình em ăn hiếp thôi, người ngoài em không cho ăn hiếp. Đúng rồi, tự nhiên của em ai chị ý em mới nói là hiền, cô có cù lần quá không? Ý là hiền thì hiền với em thôi. Ra ngoài ít ra cũng phải bảo vệ được em, chứ ra ngoài để người khác ăn hiếp em đâu có chịu. Nó vậy em phải huấn luyện chứ. Nhưng em không cù lần mình huấn luyện được mà em. Hiểu không? Mỗi lần nó che là vậy, cái kiểu để tay xuống, để xuống à. Dạ. Ha. Rồi hôm nay mình có đi với người thân không? Dạ em đi với hai cô bạn thân với lại một chị học chung. Rồi bây giờ mình hỏi mấy người đó coi, chị không biết con cù lần, hỏi mấy chị coi là bên kia sao. Ha. Rồi chào các bạn. Dạ chào chị Cát Tường. Chào anh Huyền Linh. Chào em. Thôi em dạ, nhận xét lại giùm chị vài lời đi ha, chứ chị không biết. Em thấy sao? Thấy anh này sao? Dạ em thấy tính anh cũng khá là hiền á. Nhưng mà dễ thương đúng không? Dạ. Mà em thấy hình như anh chưa có được tự tin cho lắm. Linh cứu nhà trai chúc con Linh. Hai người thì ta tự tin, còn này ngồi trước đám đông em thử đây ngồi để biết liền à. Ngồi đây rung chết luôn, có nhiều người lên đây rung đái quần luôn á. Bậy rồi. Anh nói thiệt, em ngồi đây vị trí này khác. Ráng lên. Giờ rồi bình tĩnh lại rồi đó. Rồi em nhận xét đi em. Trên bạn em á thì cũng hoàn cảnh là cũng mất mẹ từ nhỏ rồi, cho nên nó tính tình thì tự lập sớm. Mà cũng khá là mạnh mẽ đó chị. Em nghĩ là chắc bầu trời với anh này á chắc là rất là hợp á, là bảo vệ cho ảnh được đúng không? Dạ đúng rồi. Tốt. Khó tìm người hiền gì lắm nha em nha. Được á. Nói chung là giờ em ưng không? Em có tán thành cho hai bạn này không? Dạ tán thành. Đó, cái chốt mấu chốt là tán thành. Bên đàn trai là ngon lắm ha, đừng giỡn nha bạn gái. Rồi. Ủa em đi với ai vậy? Dạ em đi với bạn học em, lớp trưởng. À lớp trưởng. Dạ. Rồi chào này em. Lớp viên hay lớp phó? Dạ bạn Danh trong lớp thì học cũng rất là ngoan à. Chỉ là thành viên trong lớp thôi. Học lớp mấy rồi mà dùng từ ngoan ghê vậy em? Đối với tụi em thì Danh cũng như là bạn bè từ nhỏ vậy á, nên sử dụng những từ nói chung là rất là dễ thương. Đó, Danh thì hiền và nhút nhát, nhưng mà được cái là rất là tham công, làm rất là giỏi, làm từ sáng cho tới tối. Bởi vậy nếu mà quen được Danh đó là cơ hội cũng tốt cho bạn đó.
Rồi em nhận xét bạn gái bên này như thế nào? Danh ơi, bạn gái bên này rất là cá tính, rất là dễ thương. Hy vọng là Danh cho bạn ấy một cơ hội và bạn ấy cũng cho Danh một cơ hội để quen nhau. Như vậy Hằng nghĩ là sau này hai bạn sẽ có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Rồi, cảm ơn bạn. Thôi, chị quyết định giao cuộc cùng lần này cho em đi. Giao hình ảnh liền nha. Kéo màn lên. Chuẩn bị, bớt bình tĩnh lại, có anh đứng tới bên, không lo gì hết. Chuẩn bị. Xin mời. 1, 2, 3. Cút hà. Cảm ơn quà. Dạ, không Pikachu nha, không phải cù lần đâu. Đứng yên nguyên thôi, đứng sát bên thôi. Sao cứ cái nắm tay hoài, nhìn thẳng cô gái thôi. Nhìn thẳng vô mắt cô gái thôi sao? Hả? Chào cô tí nha. Anh chào em. Em chào mẹ. Thôi máy lên nha. Hiền lắm, tội nghiệp anh Dũng, anh hiếp nha. Rồi có đâu. Rồi ngồi xuống đây. Rồi hai bạn ngồi xuống trò chuyện đi. Hiền quá trời luôn à. Đi theo anh dạy cho vài bài em. Rồi chúng ta có 2 phút nói chuyện với nhau nha. Trò chuyện thoải mái lên em trai nha. Bắt đầu. Anh có gì muốn nói với em không? Dạ, nhìn em cũng dễ thương. Anh thấy em mập đúng không? Không mập cũng vừa chứ không mập lắm. Thấy em có gì khác so với lúc chưa gặp không anh? Không, thấy cũng không có gì cả. Nó cũng dạ. trong tưởng tượng thôi chứ không gì hết. Nếu anh không có gì hỏi thì em hỏi nha. Vì á thì á, anh có ăn thịt bò không anh? Có. Có hả? Em không ăn được thịt bò. Không sao. Em không ăn, anh ăn. Vậy á, khi mình hẹn hò. Thì ăn được thịt heo phải không? Mình đi hẹn hò đó, vậy anh có chiều em không ăn thịt bò không anh? Có. Kéo phải xuống. Rồi lại, bò gì đó, tiếp. Với lại á, em có thói quen á là tháng 7 á em hay ăn chay, ăn nguyên tháng đó, anh có ăn chung với em được không ạ? Được nhưng mà không biết làm có nổi không. Thì anh sao được bò? Chắc cũng được nhưng mà chắc cũng được. Trời ơi, chuyện ăn uống đâu có quan trọng đâu, trời vô chuyện tình yêu đi. Ủa lên đây nói chuyện ăn uống hả? Ta ăn không, ta tại ăn. Vì cái đó là cái ăn gì miễn ta yêu mình thôi. Mới gặp ngày yêu nhau anh biết ăn thịt bò không? Tình yêu cái gì? Tại vì em dị ứng thịt bò mà. Rồi làm lại, xe nháp làm lại. Rồi vô chuyện tương lai đi. Tình yêu, chuyện tình yêu hai người bắt đầu. Anh dự định đó là khi nào kết hôn vậy anh? Nếu được thì cuối năm hoặc là năm sau thì cũng được. Cuối năm hả? Anh có chuẩn bị gì rồi anh? Cũng có được chút chút. Chút chút là sao anh? Là bao nhiêu ạ? Thì cũng đủ đám cưới. Đám cưới giờ ở đâu em? Đám cưới gì ở đâu anh? Anh thích quận mấy thì anh ở quận đó thôi. Nhưng mà anh làm ở quận 8. Anh làm quận 8, vậy nhà anh ở đâu ạ? Nhà ở Đồng Nai. Đồng Nai hả? Dạ. Em muốn ở Sài Gòn được không anh? Cũng được. Nếu như em bắt rễ thì sao anh? Sao cũng được. Cũng được. Dễ vậy. Một hồi mà em hỏi tới em hỏi vậy em không đẻ anh đẻ được không đó, dám nói được luôn á. Chứ em thấy anh sao? Em thấy anh cũng được nhưng mà anh hiền quá à. Lỡ người ta bắt nạt em rồi sao anh? Anh có ra cứu em không? Thì anh nói cũng được. Cứu chứ. Anh còn gì muốn hỏi không anh? Bây giờ vấn đề không phải là mạnh mẽ hay gì, ta chỉ thấy anh này thì không ai dám đánh em đâu, sợ đánh em anh xỉu á. Nó lo gì đó. Em hỏi đi, để con hỏi hoài vậy, hỏi đi ha. Nào, rừng không biết hỏi gì luôn á. Anh không hỏi gì em hỏi tiếp. Hỏi tiếp thôi ơi. Là vậy nè, ví dụ em cảm thấy là cuộc sống hiện đại là nam nữ đều có một sự công bằng và bình đẳng. Thì anh đi làm, em cũng đi làm. Thì em muốn rằng sau này nếu như mình có thể mà thành với nhau tiến thêm một bước nữa đó, thì em chỉ dự định vậy thôi. Không phải là em đi làm về tất cả nội trợ đều do em làm hết. Thì em cũng hy vọng là chồng của em cũng có thể phụ giúp em công việc nhà, cái này cái kia.
cái đó đơn giản. Ví dụ như á là anh nấu cơm thì em sẽ rửa chén, em giặt đồ. Hoặc là em nấu cơm thì anh sẽ làm những việc lặt vặt còn lại. Không, ảnh làm hết em. Ồ vậy hả, vậy càng tốt chị, em thích quá luôn. Em hỏi ảnh làm được không thì anh được luôn á. Dạ được chị, cái đó mới gì đó. Mà nói được phải làm được nha ông. Dạ, đó. Thật mà, nói được gặp riết còn hôn không làm đi. Em cứ hỏi tiếp đi anh. Hỏi đi. Anh không có gì muốn nói với em hả? Nói đi em, hỏi đi. Nếu mà nửa về anh với em về thì em muốn trai, để trai hay gái hỏi luôn đi. Thí dụ như sao có con em muốn trai hay gái? Em muốn là sinh đôi một lần trai gái. Vậy cũng khỏe, một lần. Được luôn hả? Đúng rồi, một lần luôn hả? Được. Trời ơi. Sao anh gan dữ vậy em? Dám hứa luôn hả? Dạ. Vụ này khó lắm à. Vụ này nhiều người làm không có được đâu nha. Thôi, đổi đi. Thôi được rồi. Chia ra. Bây giờ, nãy giờ là bên đây là gái tấn công không à. Bây giờ em bình tĩnh. Em suy nghĩ ít nhất hôm nay em phải nói một cái gì chứ không thôi người ta nói em là con cù lần. Không, em không phải cù lần đây, dễ thương nha. Đừng nói cù lần đây rồi, chừng cù lần là không nói chứ ngồi mặt. Thì bởi vậy bây giờ phải nói nha. Người ta dễ thương, ta cười hoài à. Nãy giờ em suy nghĩ cái gì, em cảm nhận người bạn gái là như thế nào. Em nói một cái điều gì đó tình cảm nhất, thật lòng em nhất. Nói cho cổ nghe rồi chúng ta mới quyết định bấm nút. Em nói trước, bạn gái nói sau. Thì... hôm nay anh tới đây thì anh cũng muốn tìm một nửa của mình. Anh thấy em thì anh cũng hợp vào đó. Nhưng mà anh có thấy em hung dữ lắm không? Thấy cũng bình thường chứ không có dữ. Bạn bè em nói em hung dữ lắm á. Biết nữa. Thế là em cũng rất là nóng tính nữa. Ai mà quen được em là phải giỏi chịu đựng. Đấy, đấy. Anh chịu đựng được. Đấy, chịu được. Yên tâm. Em có yêu cầu gì nữa không đàn trai? Vũ nói đàn trai hay lắm à. Dạ. Cái này để anh hỏi chứ em hỏi nhiều rồi anh kỹ quá à. Em hỏi cho em. Em không biết hỏi gì nữa. Nói tiếp đi, nói em tiếp. Đang cái cảm xúc đó, nói tiếp đi em. Em thích con, em là người thích lãng mạn hay không lãng mạn? Con gái ai cũng thích lãng mạn hết nhưng mà đừng có lãng xẹt được à. Rồi. Được. Nãy giờ em có tình cảm gì với cổ chưa? Có rung động gì chưa? Cảm xúc trong người em như thế nào? Dạ, nhìn thì cũng cảm tình đó. Không biết bạn gái đó nhìn bên đây sao vậy? Hỏi cổ. Em thấy anh sao? Em thấy anh hiền quá. Chắc. Anh không sợ em ăn hiếp anh hả? Không. Em giỏi ăn hiếp người khác lắm á. Không sao đâu. Mày không sợ gì chứ á. Em có làm gì làm cũng không sợ gì luôn. Đừng có đánh đập là tàn nhẫn được không, rồi. Đừng giỡn nha, làm lì lì vậy chứ là nhiều khi giờ cũng ghê gớm lắm. Đứng lên này, đứng lên. Tiến tới. Nắm tay. Tay rồi, nhỉ? Muốn nói gì nói. Tỏ tình. Nãy giờ người ta hỏi mình không à. Nếu mà nó có cảm tình rồi thì mình tỏ tình đi. Rồi mình quyết định. Để em thôi, cổ không bấm nút đâu. Tại vì cổ đang chê mình hiền quá đó. Thế giữ xíu em có bấm chuông không? Hỏi vô duyên vậy trời. Câu này khó quá, bỏ qua đi anh. Nắm tay thấy sao em? Nắm tay đi, nắm tay đi. Nắm tay đi rồi nói chuyện. Nắm hai tay cho trân trọng. Rồi. Đố em xin cổ hôn được cái á. Ủa em nhớ hình như em nắm tay anh, đâu phải anh nắm tay em đâu. Nói cho em, nói gì đi. Mấy giờ thấy anh, trong lòng mình sao đó? Anh thì thấy cũng có cảm tình đó. Anh thì chút xíu anh bấm chuông rồi đó. Chuông nào bấm thôi rồi này. Hoài, ông cứ nhắm vô cái chuông riết hà. Làm gì có chuông đây, làm như Lan gì đẹp gì có chuông. Rồi, được chưa? Dạ được. Ổn định chưa? Dạ ổn định. Rồi. Đây, đặt tay vào nút bấm. À, để tay nút bấm đi em trai. Thế này nha. Thôi được. Bây giờ nói chuyện để có thể tìm ra một chút gì đó. Trong cái nhịp tim của mình ha, suy nghĩ cho kỹ nha các bạn. Bên đây một chàng trai rất là dễ thương, rất là hiền. Bên kia cô gái rất là cá tính. Để xem mình có hợp nhau chút gì đó không. Nếu có rung động trái tim hẳn bấm nha các bạn. Suy nghĩ kỹ nha. Có phù hợp hay không, tiến tới xa được hay không. Suy nghĩ thật kỹ. Các bạn đang đối diện với người thân, bạn bè
hàng triệu khán giả nha. Chúng ta không phải đến đây bấm để đi chơi uống cà phê. Bấm là các bạn đang trao nhau cái duyên đó các bạn. Một lần trao duyên nó khó lắm. Không có quan, không phải đơn giản đâu nha các bạn. Bấm nút là chúng ta trao đi một cái duyên chứ không phải là bấm chơi nha. Rồi anh chỉ nói thế để các bạn suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ mình có thể giỡn, có thể nói chuyện vui, nhưng lúc này là lúc hết sức là quan trọng. Tuy rằng nó chỉ có 3 tiếng đếm thôi. Nào, nhắm mắt lại, cảm nhận tim mình có rung động hay không. Rung động thì bấm, không rung động, không ai ép các bạn bấm cả. Nào, 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, mời hai bạn. Chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau chứ đi. Bây giờ chính thức các bạn nắm tay nhau. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Nào. Bạn gái còn một chút gì đó hơi chần chừ đúng không? Tại sao? Em bấm hơi chậm ấy. Mém chút là bị loại luôn rồi. Em ứng không ra cái chuồng. À ứng không ra. Chứ trong bụng nó ưng rồi hả? Dạ. Ăn hiếp được vậy, ăn hiếp được. Thực chất á, anh này rất là dễ thương nha. Nói khó tìm một người thế này lắm. À, chịu khó làm ăn nè, trung thực, thật thà nè, thẳng thắn nè. Chỉ có cái hơi hiền thôi. Cái này thì thuộc về bản tính rồi. Nhưng hiền thì tốt, đâu có sao. Về anh đâu đánh đập, anh đâu sợ. Chỉ sợ em đánh đập ổng thôi. Bậy. Không ăn hiếp tao quá nha không? Ăn hiếp nha, tội nghiệp luôn nha. Mốt có gì mét anh nha em. Dạ, mét anh. Mét anh nha. Rồi. À, gửi tặng các bạn những cái vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Có thể đi xem phim để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cầm đi anh, xin mấy em cầm. Nhiều lắm, anh nào là cũng phải cầm. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Atlantic. Máy nước nóng hiệu Senton với tổng trị giá là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Rồi, nắm tay bạn gái đi. Rồi. Nắm đi xem bạn phim, tìm hiểu nhau nha. Và sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Rồi, chúc mừng hai bạn. Đi hướng này. Khi nào cổ ăn hiếp em nhớ gọi điện cho anh nha. Này, thấy không? Đây là cái cặp đôi đầu tiên mà nhận bao nhiêu quà mà cái tay vẫn không buông ra, mọi người thấy không? Vẫn nắm chặt không có buông. Thường thường mấy cặp kia là nhắc nắm tay hoặc quà ra cái là buông tay. Nắm từ đây xuống dưới tới dưới luôn còn nắm. Dễ sợ thiệt. Tội nghiệp em, tôi nói gì cũng dạ dạ, gì cũng được hết trơn.